Luận Đại Trí Độ, quyển 32. Phẩm thứ nhất tiếp theo, tứ duyên, bốn duyên. Kinh: muốn biết nhân duyên, thứ đệ duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: hết thảy các pháp hữu vi đều do bốn duyên sanh, đó là một nhân duyên, hai thứ đệ duyên, ba sở duyên duyên, bốn tăng thượng duyên. Một nhân duyên. Nhân duyên là nhân chánh. Hết thảy các pháp hữu vi đều do nhân duyên sanh. Trong nhân duyên lại phân biệt có năm nhân, đó là tương ương nhân, cộng sanh nhân, tự chủng nhân, biến nhân. Báo nhân. Hai thứ đệ duyên. Thứ đệ duyên còn được gọi là đẳng vô gián duyên. Đây là chuỗi các duyên tương tục nối tiếp nhau, từ lớp khởi lên chẳng hề ngưng nghỉ. Các duyên này dấy khởi do tâm thức xúc tiếp với pháp trần. Ví như chư vị A-la-hán duyên các tâm sở pháp trong cả ba đời. Ba sở duyên duyên. Sở duyên duyên là các duyên nương theo nhau mà sanh khởi. Bốn tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là duyên có công năng làm cho các pháp cũng như các duyên khác càng thêm tăng trưởng, càng thêm mạnh mẽ hơn lên. Muốn biết rõ các duyên sanh pháp, muốn biết rõ cộng tướng và biệt tướng của các pháp thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì tất cả bốn duyên đều là bất khả đắc cả. Chúng sanh thấy quả mà khởi chấp có nhân mới sanh ra quả, lại nghĩ rằng nếu chẳng có nhân thì chẳng có quả. Thế nhưng nhân chẳng có được tự tại. Vì sao? Vì nhân này do nơi nhiều nhân khác sanh ra, rồi lại duyên khởi sanh ra nhiều nhân khác nữa. Ta hãy lấy hạt lúa làm nhân để tạo thành cây lúa. Ta thấy hạt lúa gieo xuống đất rồi, còn phải nhờ nước, gió, ánh sáng, mặt trời, phân bón, sức lao động của người nông dân mới tạo thành cây lúa được. Cây lúa lớn lên sẽ đơm bông kết hạt, rồi những hạt lúa mới sẽ trở thành nhân cho các mùa lúa sau. Như vậy chẳng nên nói đơn thuần nhân sanh ra quả được. Vì sao? Một nhân phải nhờ đến nhiều nhân nhiều duyên khác mới sanh quả được. Lại nữa, nếu nhân chẳng có tự tại thì nhân chẳng có chỗ y trì, vô sở y. Đã chẳng có chỗ y trì thì chẳng có nhân, vô nhân. Đã chẳng có nhân thì cũng chẳng có quả, vô quả. Nhân và quả là bình đẳng duyên và đều là bất khả đắc cả. Bởi vậy, nên muốn biết rõ các duyên sanh pháp thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Hỏi: vì sao nói tất cả bốn duyên đều là bất khả đắc? Đáp: và phương tiện dạy bốn duyên, phàm phu điên đảo chấp bốn duyên là thật có, mà chẳng biết rằng do các nhân duyên hòa hợp mới có thức tâm sanh ra. Đây chỉ là cảnh trong mộng, chẳng có định tánh. Vì các nhân các duyên cộng sanh cộng khởi mà có các tâm và tâm sở pháp sanh ra vậy. Ví như thọ tưởng hành thức đồng duyên làm nhân dẫn sanh ra các tâm pháp, đây là tương ương nhân. Các pháp hữu vi đều tương trợ lẫn nhau mà cộng sanh cộng khởi, đây là cộng sanh nhân. Các pháp hữu vi đều có các nhân, tức là cái hạt giống của chính mình. Ví như hạt giống thiện ở quá khứ là nhân của thiện pháp trong đời hiện tại, hạt giống thiện ở hiện tại là nhân của thiện pháp trong đời vị lai. Các pháp bất thiện và vô ký cũng đều là như vậy, đây là tự chủng nhân. Lại nữa, pháp sau có thể làm nhân biến đổi nhân của pháp trước. Ví như do thấy khổ mà tu khổ đế, do biết nguyên nhân sanh khổ mà tu tập đế dẫn đến tu đạo đế, đây là biến hóa nhân. Lại nữa, các chủng tử thiện dẫn sanh các quả báo lành hay dữ, tịnh hay cấu, đây là báo nhân. Hỏi: Bồ Tát chẳng còn kết sử, sao lại còn thọ sanh, có biến hóa nhân và báo nhân? Báo nhân là các chủng tử thiện hay ác, đem lại quả báo lành hay dữ, tịnh hay cấu. Tất cả các phiền não đều do năm nhân, được nhóm nhân duyên sanh ra. Trong năm nhân đó thì báo nhân hiển lộ ra bên ngoài, còn bốn nhân kia tiềm ẩn ở bên trong. Ví như khi nhiễm sắc, dù tâm chẳng có tương ưng với các hạnh, mà bốn nhân ấy cũng khiến tâm bị cấu nhiễm. Nếu trừ được cấu tâm thì vào được vô lậu. Lúc ban đầu tâm và tâm sở pháp vô lậu theo ba nhân sanh, đó là tương ưng nhân, cộng sanh nhân và vô chủng nhân. Nhưng khi ở nơi tâm vô lậu mà sắc và tâm chẳng có tương ưng với hành, bất tương ưng hành, thì chỉ còn có hai nhân, đó là cộng sanh nhân và vô chủng nhân. Như vậy là chẳng có trường hợp một nhân sanh pháp. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, quán bốn duyên mà tâm chẳng chấp. Bồ Tát phân biệt các pháp mà vẫn biết rõ các pháp đều như huyễn như hóa, đều là chẳng thật có. Trái lại, phàm phu điên đảo chấp có bốn duyên mà chẳng biết rằng bốn duyên ấy cũng đều là bất khả đắc.
Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật để biết rõ các duyên sanh pháp đều là bất khả đắc. Hỏi: muốn biết rõ về bốn duyên, sao chẳng học A Tỳ Đàm mà lại học bát nhã ba la mật? Đáp: A Tỳ Đàm phân biệt bốn duyên cho người sơ học được rõ nghĩa. Bồ Tát đã rõ nghĩa rồi nên phải học bát nhã ba la mật để chuyển các chấp về pháp tướng. Kinh: muốn biết pháp như pháp tánh và thật tế phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: các pháp đều có hai tướng, đó là biệt tướng, thật tướng. Biệt tướng là tướng riêng, là tự tướng của mỗi pháp, ví như đất có tướng cứng, nước có tướng ướt, gió có tướng lay động, lửa có tướng nóng, vân vân. Do sáu căn duyên sáu trần khởi sanh sáu thức mà người thế gian nhận biết được biệt tướng của mỗi pháp. Thật tướng dùng trí huệ bát nhã chia chẻ các pháp đến vi trần thì mọi pháp đều trở thành không, cho nên nói các pháp ở nơi thật tướng đều là không, là bất khả đắc. Nếu dùng tâm chấp mà phân biệt thì thấy mỗi pháp đều có tự tướng riêng. Trái lại, nếu biết được vô lượng pháp đều dung hợp với nhau thì vào được nơi thật tướng của các pháp. Phàm phu chỉ thấy biết được tướng riêng của các pháp, hàng thanh văn do trí huệ còn có hạn lượng nên chưa thấy hết được vô lượng pháp dung hợp với nhau, chưa hoàn toàn vào được nơi thật tướng của các pháp. Ví như người vào biển do sức bơi lặn có hạn lượng, chỉ thấy được một số lượng nhỏ các vật dưới biển vậy. Khi đã vào được nơi thật tướng pháp rồi thì chẳng còn có sự phân biệt giữa tướng và tánh. Lúc bấy giờ tướng và tánh chỉ là một, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy nên thật tướng pháp còn được gọi là pháp như, pháp tánh, thật tế. Pháp như là tánh như như bất biến của các pháp, tánh ấy vốn thường không. Pháp tánh là bản tánh, là thật thể của các pháp, tánh ấy vốn thường không. Thật tế là lý chân thật vẹn toàn của các pháp, thật tế vốn thường không. Hỏi: pháp như, pháp tánh và thật tế có ba nghĩa riêng khác hay chỉ có một nghĩa thôi? Đáp: pháp như, pháp tánh và thật tế đều là thật tướng pháp cả, đều diễn đạt lý không của các pháp, chỉ là một nghĩa mà có ba tên gọi khác nhau để tùy trường hợp rộng rãi về lý không. Đây chỉ là phương tiện, thật ra pháp như, pháp tánh, thật tế đều là bất khả đắc cả. Cũng như vậy, nhằm dẫn vào pháp không, có thời Phật thuyết cho hàng thanh văn về ba pháp ấn là: các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là vô ngã, niết bàn là tịch tịnh. Hỏi: Phật thuyết bát nhã ba la mật, Phật lại thuyết về ba pháp ấn, như vậy bát nhã ba la mật có phá hoại các pháp ấn không? Đáp: tất cả đều do Phật thuyết, nhưng tùy trường hợp, tùy đối tượng, lại Phật nói ra có sai khác. Với hạng Bồ Tát, Phật thuyết về thật tướng bát nhã; với hạng thanh văn, Phật thuyết về ba pháp ấn. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, Phật dạy ngài tu Bồ Đề: này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát quán sát là thường là chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật, quán sát là vô thường là chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật, quán sát là khổ là lạc, quán sát là ngã là vô ngã, quán sát là tịch tịnh là phi tịch tịnh, cũng đều là chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phá hoại các pháp ấn, cũng chẳng chấp các pháp ấn. Khi đã vào được thật tướng pháp rồi thì sẽ diệt hết các quán, sẽ chẳng còn các pháp ấn nữa. Hỏi: như thế nào là nói về pháp như? Đáp: như trong kinh Tạp A Hàm có nêu một chuyện sau đây. Có vị tỳ kheo hỏi Phật: bạch Thế Tôn, 12 nhân duyên do Phật đặt ra hay do ai đặt ra? Phật dạy: chẳng phải ta lập ra 12 nhân duyên, cũng chẳng có ai khác lập ra 12 nhân duyên cả. Pháp như, pháp tướng, pháp vị vẫn thường như vậy. Ví như vô minh duyên hành, hành duyên thức, dẫn đến sanh duyên lão tử vẫn thường như vậy. Tất cả đều do nhân duyên nên có, nhưng tất cả đều là không, ưu bi khổ não, đều vốn là không cả. Vì là không nên khi các nhân duyên diệt thì ưu bi khổ não liền diệt, các pháp tương tục sanh diệt như vậy. Dù có Phật hay dù không có Phật vẫn thường như vậy. Như vậy là nói về pháp như. Hỏi: như thế nào là nói về pháp tánh? Đáp: như trong kinh Tạp A Hàm cũng như kinh Sư Tử có nêu các mẩu chuyện sau đây. Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất ba phen về nghĩa của một câu mà ngài chẳng sao trả lời được. Đến khi Phật khai thị về thật thể của các pháp thì ngài mới được rõ. Phật khai thị cho ngài Xá Lợi Phất xong rồi lui về tịnh xá. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nhóm các tỳ kheo và nói rằng: khi Phật chưa khai thị ta chưa được rõ, nhưng nay Phật đã khai thị rồi thì ta có thể nói được nghĩa ấy suốt trong 7 ngày 7 đêm. Lại nữa, sau khi Phật vừa ra khỏi tịnh thất, có một vị tỳ kheo đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất tán thán Phật thông đạt pháp tánh, nên dù ở nơi pháp thanh văn
mà vẫn quán các pháp sanh diệt là như. Do quán các pháp sanh diệt là thường như nên diệt hết thảy các quán vào được nơi thật tướng pháp, như vậy là nói về pháp tánh. Hỏi như thế nào là nói về thật tế? Đáp: có hai pháp đối đãi mới có duyên khởi, còn thật tế chẳng có chỗ sở y, chẳng có đối đãi nên chẳng có duyên khởi. Phật thuyết trong các kinh, thật tế là niết bàn, vì thật tế là diệt, là ly, là diệu. Do vậy mà niết bàn chẳng có nhân duyên, chẳng có duyên khởi, niết bàn là thật tế, là như. Đã là như thì cả ba đời đều bình đẳng, đều là như cả vậy. Hỏi: vì sao gọi ba đời bình đẳng là như? Đáp: ở nơi thật tướng thì ba đời đều bình đẳng, chẳng có sai khác nên gọi là như. Kinh Bát Nhã Ba La Mật nói: ba đời nhất như bình đẳng là ba đời đã nhập vào trong vô lượng pháp tánh, là bản tánh, là niết bàn. Hết thảy các pháp thế gian đều có tánh niết bàn. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, dạy họ tu học, dẫn họ vào niết bàn, là vào nơi thật tánh của các pháp vậy. Ví như người thợ vàng, thợ bạc phải dùng phương tiện nấu các quặng vàng, quặng bạc, loại bỏ các chất bẩn, quặng mới lấy được vàng ròng, bạc ròng để làm đồ trang sức. Lại ví như kim cương ở sâu dưới mỏ, người thợ mỏ phải đào sâu, loại bỏ các lớp đất đá mới tìm được chất kim cương. Pháp tánh cũng như vậy, người tu hành phải dùng trí huệ, phải tu tập, phải tầm cầu mới vào được chỗ tự tánh thanh tịnh, mới diệt được các hí luận, như vậy là vào được pháp tánh thâm sâu, tức pháp tánh thật tế vậy. Hỏi: vì sao nói thật tế là thường trú bất động? Đáp: chúng sanh do vô minh phiền não che tâm, khiến ở nơi thật tướng mà vẫn sanh tà tư duy. Chư thánh đã phá vô minh nên dạy chúng sanh tu tập để vào được nơi thật tướng của các pháp. Khi vô minh đã dung hợp với minh thì sẽ thấy được chân tánh, tức là pháp tánh thật tế vậy. Khi đã vào được nơi pháp tánh thật tế thì sẽ biết rõ ở nơi thân ta có vô lượng, vô biên, vi diệu pháp. Hỏi: chư vị A-la-hán có vào được thật tế không? Đáp: các bậc A-la-hán Bích Chi Phật vào được thật tế, nhưng chú ở nơi đây chẳng tiến lên nữa. Bồ-Tát vào thật tế rồi, phát tâm từ bi trở lại trong sanh tử, để giáo hóa chúng sanh và tu đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, mãi đến khi viên thành Phật đạo. Hỏi: thế nào gọi là Bồ-Tát tu thật tướng trí huệ? Đáp: Bồ Tát biết rõ ở nơi thật tướng chẳng có tướng thường, chẳng có tướng lạc, chẳng có tướng ngã, chẳng có tướng tịnh. Do tu như vậy mà Bồ Tát xả được các pháp quán, vào được niết bàn vô sanh diệt. Như vậy là Bồ Tát tu để trở về nguồn gốc vô sanh, trở về pháp tánh như như thường trú. Bồ Tát thấy rõ ở nơi sắc, tức là không ở trong các pháp đều có tánh niết bàn, tức là pháp tánh vậy. Do chứng ngộ được thật tướng pháp nên Bồ Tát có được vô lượng vô biên phương tiện trí huệ để giáo hóa chúng sanh. Thật tánh pháp là chân thật tế, có diệu dụng lợi sanh vô cùng tận. Kinh: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn biết số vi trần trong khắp 3.000 đại thiên thế giới, muốn trong một mảy lông có thể chứa đủ cả 3.000 đại thiên thế giới, muốn diệt được ngọn lửa thiêu cháy khắp 3.000 đại thiên thế giới ở thời kiếp tận, muốn ngăn đừng cho gió hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: hỏi, vì sao không tán thán công đức Bồ Tát tu tập sáu pháp Ba La Mật mà lại tán thán đại thần lực của Bồ Tát? Đáp: nên phân biệt có hai hạng chúng sanh, có chúng sanh ưa thích các thiện pháp, có chúng sanh ưa thích các thiện quả báo. Đối với hạng người ưa thích các thiện pháp thì nên vì họ tán thán các công đức tu tập sáu pháp Ba La Mật của Bồ Tát, còn đối với hạng người ưa thích các thiện quả báo thì nên vì họ tán thán đại thần lực của Bồ Tát. Người thế gian cho sơn hà đại địa là bền vững kiên cố, trái lại Phật dạy vô lượng thế giới đều là vô thường, đều là hủy hoại, mỗi chúng sanh đều có đóng góp phần nhỏ của mình vào sự hình thành của một vi trần dẫn đến sự hình thành của cả vũ trụ. Bởi vậy, Bồ Tát muốn biết rõ sự tương quan mật thiết giữa vạn vật với vũ trụ thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có chép một chuyện sau đây, Phật bảo một vị tỳ kheo rằng: người có biết sự tương quan giữa thế giới và vi trần như thế nào không? Vị tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con chẳng được rõ. Phật dạy: từ khi Phật Đại Thông Huệ Như Lai ra đời đến nay, trải qua vô lượng kiếp, bằng số hàng xa vi trần trong hàng xa thế giới, như vậy mà Phật Bồ Tát đều biết rõ cả. Ví như vua Atula biết rõ được biển sâu đến 80.000 do tuần vậy. Hỏi: vì sao tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ được như vậy? Đáp: Phật và Bồ Tát được đầy đủ vô ngại giải, lại có trí huệ rộng lớn vô lượng vô biên, chẳng ai có thể suy lường được.
Người thế gian cho rằng quả đất là bền vững, kiên cố, nhưng Phật lại dạy rằng quả đất rồi đây cũng sẽ tan hoại, chỉ có tâm lực là kiên cố. Tu Ban Nhã Ba La Mật mới thông suốt được vạn pháp. Phàm phu do bị các duyên nghiệp ngăn che tâm nên chẳng biết được thật tướng của các pháp. Hàng nhị thừa do còn chấp tướng tịnh nên cũng chưa rốt ráo thông suốt thật tướng các pháp. Trái lại, tâm Bồ Tát thường được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật soi sáng nên rốt ráo thông suốt thật tướng các pháp. Có thuyết nói trong bốn đại thì nước là mạnh hơn hết, vì khắp trong hư không, các nơi trong đất đều có nước, hơn nữa nhờ nước mà vạn vật được nuôi dưỡng và sinh tồn. Lại có thuyết nói lửa là mạnh nhất, vì lửa có thể thiêu hủy được tất cả các vật, hơn nữa nhờ lửa sưởi ấm mà vạn vật được nuôi dưỡng và sinh tồn. Lại có thuyết nói gió là mạnh nhất, vì gió làm rung động cả hư không, phá hoại cả 3.000 đại thiên thế giới, vân vân. Phật dạy tâm lực mới thật là mạnh nhất, vì tâm tạo ra bốn đại. Bởi vậy nên học Bát Nhã Ba La Mật là học về tâm lực. Khi đã làm chủ được tâm lực rồi là có thể dùng thần thông làm chuyển đổi cả thế giới vậy. Kinh, muốn một phen tọa thiền mà được thân đầy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, hỏi do nhân duyên gì mà Bồ Tát tọa thiền được như vậy? Đáp, các vị trời Phạm Thiên khi thấy Bồ Tát tọa thiền biến thân đầy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới sẽ chẳng còn sanh tâm kiêu mạn nữa. Lại nữa, vì muốn độ chúng sanh nên Bồ Tát tự biến nhỏ thành lớn, khiến chúng sanh được an ổn. Lại nữa, do nguyên nhân anh em Long Vương muốn phá thành Xá Bà Đề nên ngài Mục Kiền Liên mới biến thân trùm khắp hư không, khiến anh em Long Vương sợ hãi mà tự rút lui, nhờ vậy mà thành được an ổn. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy Bồ Tát muốn được thân biến đầy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh, muốn lấy một mảy lông nâng được cả 3.000 đại thiên thế giới mà chẳng làm kinh động chúng sanh, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Muốn đem một suất ăn, một bộ y, một cành hoa, một cây đèn, một tràng phan, một bảo cái mà có thể cúng dường được đầy đủ chư Phật, chư Tăng ở các 10 phương thế giới, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, hỏi vì sao Bồ Tát lại hiện các thần lực như vậy? Đáp, vì Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh trong khắp 3.000 đại thiên thế giới. Như trong Kinh Pháp Hòa có nói, Phật muốn tập hội các hóa Phật ở khắp 10 phương thế giới về cõi Ta Bà này. Nên trước tiên Phật dọn dẹp sạch sẽ cõi này bằng cách rời các hàng trời người đi nơi khác. Đây là Phật muốn cho chúng hội Pháp Hoa sanh được tín tâm thanh tịnh mà dùng các thần lực biến hóa như vậy. Lại nữa, có thời Đức Phật cùng các Bồ Tát ở cõi Hương Tích đem cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng hội ở cõi Ta Bà này một bát cơm. Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thật lực biến bát cơm ấy thành vị cam lồ, khiến cả đại chúng đều thọ dụng đầy đủ. Tất cả các sự biến hóa nêu trên đây đều do tâm lực tạo ra cả. Cũng như vậy, Bồ Tát có thể nâng cả 3.000 đại thiên thế giới ra khỏi chỗ khổ nạn mà chúng sanh chẳng hay biết gì cả. Hỏi, cúng dường là tại tâm, chẳng phải tại vật, nên Bồ Tát mới lấy một bát cơm mà có thể cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát ở khắp 10 phương. Chỉ có chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã được tự tại vô ngại mới có thể thọ dụng được. Còn chư Tăng ở trong chúng hộ trước được tự tại vô ngại thì làm sao có thể thọ dụng được? Đáp, đây là nương theo thần lực của Bồ Tát mà thọ dụng vậy. Ví như Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi do nguyện lực đã có, thầy dùng một bát hoan hỷ hoàn mà có thể cúng dường cả 48.000 vị tăng thọ dụng no đủ. Lại nữa, trừ tăng do lực thần chú cũng có thể dùng một ít cơm mà bố thí cho vô lượng quỷ thần được no đủ. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng thần lực, trí huệ lực nên được vô ngại cúng dường khắp cả 10 phương. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn khiến chúng sanh ở khắp 10 phương được đầy đủ giới định huệ giải thoát tri kiến, được đầy đủ bốn quả thanh văn dẫn đến vào được vô dư niết bàn, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật được trí huệ minh lợi, phân biệt được tướng và tánh của hết thảy các pháp, biết rõ hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc, vào được nơi thật tướng các pháp mà chẳng thù chấp. Được như vậy rồi, Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu tập Bát Nhã Ba La Mật, khiến họ được đầy đủ giới định huệ giải thoát tri kiến, được bốn quả thanh văn dẫn đến được vô dư niết bàn. Kinh, muốn được quả báo lớn khi thật hành bố thí, như được sanh vào nhà quyền quý, như được sanh lên cõi trời tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa, như được vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ,
vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, như được tám thánh đạo, bốn quả thanh văn dẫn đến như Phật quả. Phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận trong kinh có chép một chuyện như sau: ngài Xá Lợi Phất đem bát cơm cúng dường Phật, Phật liền đem cho chó ăn và hỏi: này Xá Lợi Phất, ông đem bát cơm cúng dường ta rồi ta liền cho chó ăn, như vậy ai có phước hơn ai? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Phật bố thí cho chó ăn có phước hơn con cúng dường Phật. Phật dạy: ai cũng cho Phật là ruộng phước, phước điển vào bậc nhất, lại thường cho con chó là ruộng ác, ác điển, nên ta mới đem bát cơm ấy cho chó ăn để người đời biết rõ là tâm sanh phước, chẳng phải là ruộng điển sanh phước. Hỏi: như vậy thì cúng dường Phật chẳng có sanh phước hay sao? Đáp: tâm là chủ, ruộng điển là khách, điển ở bên ngoài trợ giúp cho tâm sanh phước mà thôi, nếu chẳng do tâm chủ động thì chẳng sao có thể sanh được phước đức lớn. Phước đức lớn do tâm sanh, nếu tâm được bát nhã dẫn đạo thì phước đức sẽ vô lượng vô biên. Vì sao? Vì hợp với thật tướng pháp, nên biết tâm thí phân biệt có ba trường hợp, đó là bi thí là độ chúng sanh, phước đức thí là cúng dường chư Phật và chư thánh hiền, thật tướng thí là bố thí với tâm bát nhã, thật tướng thí mới có được vô lượng phước đức. Kinh: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Maha Tát muốn dùng lực phương tiện của trí huệ khi thực hành bố thí để được đầy đủ sáu pháp ba la mật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao dùng lực phương tiện trí huệ khi thực hành bố thí mà được đầy đủ sáu pháp ba la mật? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, khi thực hành bố thí, nếu xem tất cả người thí, kẻ thọ và vật thí đều bất khả đắc thì được đầy đủ đàn ba la mật, nếu xem tội cùng không tội đều bất khả đắc thì được đầy đủ thi la ba la mật, nếu tâm chẳng động thì được đầy đủ sẵn đề ba la mật, nếu thân và tâm đều tinh tấn thì được đầy đủ tỷ lê gia ba la mật, nếu tâm chẳng loạn chẳng chấp thì được đầy đủ thiền na ba la mật, nếu biết rõ hết thảy pháp đều bất khả đắc thì được đầy đủ bát nhã ba la mật. Luận hỏi: lực phương tiện trí huệ thành tựu được các pháp mà lại chẳng có phá hoại các pháp, này nói cả ba pháp là người thí, kẻ thọ và vật thí đều bất khả đắc, như vậy làm sao có thể gọi là lực phương tiện trí huệ được nữa? Đáp: nên phân biệt có hai trường hợp bất khả đắc, đó là được bất khả đắc, được bất khả đắc không. Được bất khả đắc là được đoạn diệt tướng, được bất khả đắc không là được phương tiện huệ. Bố thí cả ba pháp đều không, tam luân không tịch, mà được đầy đủ phương tiện trí huệ, chẳng có đọa về có hữu, chẳng đọa về không vô. Chỉ vì hết thảy chúng sanh mà khởi tâm đại bi hành bố thí là được đầy đủ phương tiện huệ. Lại nữa, cúng dường chư Phật trong ba đời và khắp mười phương, tùy hỷ công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề cũng là được đầy đủ phương tiện trí huệ. Phương tiện trí huệ dẫn đến phương tiện bát nhã ba la mật. Kinh: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Maha Tát muốn được công đức như chư Phật trong ba đời, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận hỏi: công đức của chư Phật ba đời là bất khả đắc, như vậy vì sao nói muốn được công đức như chư Phật ba đời thì phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: chính vì công đức của chư Phật ba đời là bất khả đắc, nên muốn được như vậy phải tu tập bát nhã ba la mật. Hỏi: vì sao nói Đức Phật A-di-đà có thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng và độ vô lượng chúng sanh? Đáp: các thế giới Phật có tịnh có bất tịnh, như trong kinh Tam Thập Tam Thiên có ghi một chuyện sau đây: Phật an cư ở trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, đến ngày tự tứ cả bốn chúng ở trần gian chẳng thấy Phật đâu, bồn rầu bèn nhờ cậy ngài Mục Kiền Liên đến bạch Phật về sự việc ấy. Ngài Mục Kiền Liên bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao Phật bỏ chúng sanh ở cõi trần mà lên cõi trời an cư? Phật dạy: này Mục Kiền Liên, ông hãy vào định mà quan sát thế giới. Ngài Mục Kiền Liên liền nhập định, nhờ có đại thần lực của Phật nên ngài thấy được chư Phật cùng với đại chúng ở khắp thế giới. Sau đó ngài xuất định và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn đừng xả bỏ chúng sanh ở trần gian, cúi xin Thế Tôn vì họ mà hóa độ. Phật dạy: khi ông vào định, ông có thấy đất ở nước và phương đông toàn bằng vàng dòng trăng? Ngài Mục Kiền Liên đáp: bạch Thế Tôn, ở nơi đây các đệ tử của Phật đều là những bậc A-la-hán có đầy đủ sáu thần thông, đều tự tại vô ngại, đất toàn bằng vàng ròng. Lại có nước, các đệ tử Phật đều là những bậc Bích Chi Phật, đất toàn bằng bạc.
lại có nước các đệ tử của Phật đều là những bậc Bồ Tát, thường phóng quang minh và đất toàn bằng bảy báu trang nghiêm. Phật dạy các vị ấy đều là hóa thân của ta, làm Phật sự ở trong khắp mười phương. Bởi vậy nên phân biệt có thế giới tịnh như thế giới của Đức Phật A-di-đà, cũng có thế giới bất tịnh như thế giới Ta Bà này vậy. Vì lòng đại bi, thương xót chúng sanh ở cõi Ta Bà này mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện sanh về cõi này để giáo hóa họ. Phật thương xót chúng sanh như mẹ thương con, tình thương của mẹ bao la rộng lớn nên dù con sống trong cảnh bẩn cùng, dù con ở chốn dơ bẩn xú uế, mẹ cũng chẳng bao giờ rời bỏ con. Y theo nghĩa này mà nói, thế giới Phật cũng có tịnh và bất tịnh vậy. Hết quyển 32. Luận Đại Trí Độ, quyển 33. Phẩm thứ nhất tiếp theo, đáo bỉ ngạn. Qua bờ bên kia, kinh. Muốn qua bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, qua bờ bên kia là qua bờ giải thoát giác ngộ, qua bờ bên kia là biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp hữu vi và vô vi, là vào nơi thật tướng các pháp. Từ khi sơ phát tâm đến khi được quả vị Phật, Bồ Tát thường tu tập bát nhã ba la mật nên qua được bờ bên kia của các pháp hữu vi và vô vi. Kinh, muốn biết rõ pháp như pháp tướng và thật tế vô sanh của các pháp trong ba đời phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi thế nào gọi là như, thế nào gọi là ba đời đều như. Đáp, nói vô sanh là nói thật tế, nói ba đời đều như là nói hết thảy pháp tướng đều như, chẳng có sai khác. Như có hai nghĩa, đó là thế gian như, xuất thế gian như. Các pháp trong ba đời đều chỉ là một tướng, nhất tướng. Do các nhân duyên quả báo nên phân biệt có các tướng sai khác, có biệt tướng, có tổng tướng. Do sự phân biệt các tướng như vậy mà hình thành pháp tướng thế gian. Nếu lấy trí huệ bát nhã quán chiếu thì sẽ thấy rõ các pháp tướng trong cả ba đời đều là như, là vô sanh, là thật tế vô sanh vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp thế gian và xuất thế gian ở cả ba đời đều như. Hỏi, như pháp tướng cũng là vô sanh tướng và hết thảy các tướng chẳng còn có phân biệt nữa, như vậy vì sao còn nói đến thật tế vô sanh của các pháp trong ba đời? Đáp, nhằm phá tướng sanh của các pháp phá chấp có ba đời, mà nói các pháp trong ba đời chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Các pháp chẳng có sanh nên là vô sanh. Tướng vô sanh là tướng niết bàn, là bất sanh bất diệt vậy. Tướng của hết thảy các pháp cũng là tướng niết bàn, nên Phật thường dạy hết thảy các pháp đều là thật tế vô sanh. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn cúng dường chư Phật là quyến thuộc của chư Phật, muốn có chư Bồ Tát trong hạng quyến thuộc của mình, muốn được tịnh báo đại thí hơn cả các hàng thanh văn chuyên giáp, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, Bồ Tát chưa được lậu tận, làm sao có thể bằng được các vị thánh đã được lậu tận? Đáp, Bồ Tát sơ phát tâm đã hơn các người chưa phát tâm. Huống nữa là đã nhiều đời tu tập đạo Bồ Đề, thường làm lợi ích cho chúng sanh, bởi vậy nên Bồ Tát hơn các hàng thanh văn duyên giác. Bồ Tát dù thị hiện làm thân người, làm thân súc sanh đều được chúng sanh tôn kính. Ví như tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thời thị hiện làm Nai Chúa, đã tinh tấn hộ trì Phật Pháp hơn cả loài người. Hoặc có thời thị hiện làm người xuất gia, đem pháp mầu hóa độ chúng sanh. Hoặc có thời thị hiện làm thân người ngoại đạo, vào thời không có Phật mà tu tập bốn vô lượng tâm. Hoặc có thời thị hiện làm thân bích chi Phật, vân vân. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi trong 72 kiếp đã thị hiện làm thân bích chi Phật vì các chúng sanh tu đạo bích chi Phật để vì họ nói pháp. Hỏi, vì sao lại muốn được làm quyến thuộc của chư Phật, cũng như muốn có chư Bồ Tát trong hàng quyến thuộc của mình? Đáp, những chúng sanh có thiện duyên với Phật và Bồ Tát muốn được làm quyến thuộc để được thân cận hầu hạ cúng dường, hoặc được nghe pháp, được dẫn dắt vào đạo. Ví như Sa Nặc trong nhiều kiếp thường ở bên Phật, ví như có nhiều thể nữ và nhất là bà Gia Du Đà La trong nhiều kiếp đã là nội thân thuộc của Phật. Khi Phật vừa xuất gia tu khổ hạnh, có năm đạo sĩ nhóm Ngài Kiều Trần Như cùng tu tập với Phật. Các vị này về sau trở thành những vị đệ tử đầu tiên của Phật, xuất gia theo Phật và đều được Phật độ. Sau khi thành đạo rồi, Phật lại có rất nhiều vị đại quyến thuộc như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, Maha Ca Diếp, Phú Lâu Na, A Nậu Lâu Động, vân vân. Lại nữa, các vị đại Bồ Tát như các ngài Di Lặc, Văn Thủ Sư Lợi cùng vô số các vị nhất sanh Bổ Xứ Bồ Tát khác đều là đại quyến thuộc của Phật.
Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát nói, ngay khi Phật giáng trần thì đầu thời cũng có vô số các vị Bồ Tát giáng trần làm quyến thuộc của Phật. Kinh Pháp Hòa, có nói đến vô số Bồ Tát từ đất hiện lên, tất cả đều là đại chúng quyến thuộc của Phật trong nhiều đời. Phải nên biết rằng Phật có hai thân là Pháp thân và Sanh thân, bởi vậy nên quyến thuộc của Phật cũng có hai hạng, đó là quyến thuộc của Sanh thân, quyến thuộc của Pháp thân. Hỏi, thế nào là Tịnh Báo Đại Thí? Đáp, có thuyết nói Bồ Tát có nhiều phước đức mà chưa trừ hết phiền não, lại thọ sự cúng dường của chúng sanh mà chưa tịnh báo các ân đức. Nếu Bồ Tát tu tập đầy đủ ba la mật vào được thật tướng Pháp thì sẽ đền đáp được tất cả ân đức đó. Vì sao? Vì lấy việc lợi sanh làm đầu nên Bồ Tát được tịnh báo vậy. Lại có thuyết nói Bồ Tát trú ở thế gian chỉ vì lợi ích chúng sanh cũng như cha mẹ thương con mà muốn sống lâu ở đời, nên dù Bồ Tát có thọ sự cúng dường của chúng sanh thì đó cũng chỉ vì lợi ích chúng sanh, chẳng phải là lợi riêng của chính mình. Như vậy là đã tịnh báo đại thí rồi vậy. Vì bị nguyện độ sanh mà Bồ Tát Lưu Kiết Sử thị hiện thọ sanh thân do công đức như vậy mà được tịnh báo thân. Kinh này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tận trừ các tâm tham sân si mạn nghi giải đãi phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, tất cả sáu ác tâm đó làm ngăn ngại công việc tu tập sáu pháp ba la mật, phải tận trừ sáu ác tâm đó mới được tự tại tiến tu sáu pháp ba la mật. Để đạt đến mục tiêu đó thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn khiến chúng sanh tu bố thí, tu chỉ giới, tu nhẫn nhục, tu tinh tấn, tu thiền định, tu trí huệ để được đầy đủ phước đức phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi thế nào gọi là được phước đức? Đáp, A Tỳ Đàm nói phước đức là hữu lậu thiện, nên ở nơi cả ba nghiệp thân khẩu và ý có đầy đủ nhân duyên quả báo phước đức. Hỏi thế nào gọi là bố thí được phước đức? Đáp, do xả tâm san tham làm lợi ích cho người khác mà được phước đức hữu lậu hay vô lậu, lại được quả báo trí huệ, xả được tâm tương ưng pháp, lại được tâm tư duy đạo, dẫn đến được viên thành đạo nghiệp. Nên biết bố thí phân biệt có hai thứ, đó là tịnh thí, bất tịnh thí. Nếu do tâm tử bi hoặc do muốn đối trị sát tham mà sanh tâm thanh tịnh hành bố thí thì đó là tịnh thí. Tịnh thí được vô lượng phước báo, đời đời chẳng bao giờ mất. Trái lại, nếu hành bố thí với tạp tâm thì đó là bất tịnh thí. Trong tám niệm thì niệm xả như về bố thí, như vậy chỉ có Bồ Tát mới hành đầy đủ niệm xả, mới thật sự dùng tâm thanh tịnh bố thí. Trong kinh có chép chuyện về Bồ Tát Hỷ Ma La suốt 12 năm bố thí sữa trâu, đứng trong bát bảy báu và bố thí 8.000 4 vạn vật khác nữa. Lại như Bồ Tát Tu Đại Noa bố thí hai con và luôn cả vợ cho một vị hóa Bà La Môn, các việc bố thí của Bồ Tát vô lượng vô biên chẳng sao kể xiết được. Hỏi thế nào gọi là tội sát? Đáp, sát sanh là giết người hay giết vật, nói chung là cắt đứt mạng sống của chúng sanh. Hỏi nếu chẳng dụng tâm, vô tâm mà ngộ sát thì có phạm tội sát không? Đáp, tội tùy tâm khởi, ngộ sát chẳng phải do tâm khởi nên chỉ là tội nhẹ. Hỏi còn các giới khác trong năm giới thì sao? Đáp, cũng đều như vậy cả. Phải xét sự phạm tội có do tâm hay không do tâm khởi để tùy theo đó mà luận tội. Như trong mục nói về Thi La Ba La Mật, phẩm thứ nhất quyển 13 đã có nói rõ. Hỏi tu từ và tu định có gì giống nhau không? Đáp, thiền định hữu lậu hay sanh quả báo từ đem lại sự an vui cho chúng sanh cũng là duyên khởi sanh quả báo phước đức. Chân tử tâm có các phương tiện tử lực nên tùy tâm sanh phước đức, do chân tử tâm mà khởi sanh chân ái, do duyên vô lượng chúng sanh để làm lợi ích cho họ. Lại nữa, do chân tử tâm mà tâm ly dục dễ phát sanh, dẫn đến được phạm hạnh, được đầy đủ bốn vô lượng tâm. Hỏi, vì sao Phật chỉ nói đến tu tứ tâm là tu phước mà chẳng nói đến ba tâm bi, hỷ và xả? Đáp, trong bốn tâm thì tâm sanh là đại phước đức. Còn như xả tâm do hành xả nên chẳng còn nói đến phước đức nữa. Tứ tâm có năm lực, đó là không làm tổn hại chúng sanh, không độc ác với chúng sanh, không bị lửa đốt cháy, không bị nước cuốn trôi, không bị những kẻ độc ác, những kẻ sân nhuế dẫn đến những kẻ âm mưu ám hại, bức bách. Tất cả những kẻ ấy đều bỏ ác, chuyển tâm hoan hỷ. Hỏi, trước đây nói bố thí sanh phước đức, nay vì sao lại nói từ tâm lực sanh phước đức?
Đáp, trước đây nói bố thí sanh phước đức là nói về tổng thí, bao gồm cả tài thí và pháp thí. Này phân biệt nói tài thí và pháp thí có phước đức khác nhau, ví như Phật và các đệ tử của Phật. Tiếp theo nhau nói pháp là pháp thí dẫn đến tọa thiền an cư, trì kinh tụng giới đều nhằm duy trì Phật pháp nên đều gọi là pháp thí cả. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói, Bồ Tát muốn khiến chúng sanh tu sáu độ, tu bố thí dẫn đến tu trí huệ, phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn có đầy đủ năm nhãn, gồm nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, năm nhãn tức là năm loại mắt, gồm nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Nhục nhãn chỉ thấy được gần, thiên nhãn do nhân duyên bốn đại thanh tịnh hòa hợp nên gần xa đều thấy cả. Huệ nhãn thấy rõ thật tướng của hết thảy pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác. Pháp nhãn phân biệt các phương tiện loại sanh, Phật nhãn mới thấy được khắp tất cả, ở nơi hết thảy pháp, Phật nhãn thường chiếu vô ngại. Ở phẩm sau sẽ nói đầy đủ hơn. Kinh, muốn dùng thiên nhãn thấy chư Phật ở hàng xa thế giới khắp mười phương, dùng thiên nhĩ nghe chư Phật ở mười phương thuyết pháp, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, thiên nhãn tuy thấy xa, nhưng chỉ thấy trong giới hạn 3000 thế giới. Nếu tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật thì sẽ thấy được các thế giới Phật trong khắp cả mười phương. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đã vô quái ngại. Hỏi, người tu ban châu tam muội tuy chưa có thiên nhãn vẫn thấy được mười phương thế giới, như vậy có gì khác với Bồ Tát đâu? Đáp, người tu ban châu tam muội là người đã ly dục, do thường tu luyện để thấy khắp mười phương nên rất dễ được thiên nhãn. Hỏi, người độn căn ở chốn hạ địa chẳng có thể thấy được tâm của người lận căn ở thượng địa, như vậy làm sao Bồ Tát có thể biết được tâm của chư Phật ở trong khắp mười phương? Đáp, Bồ Tát nương theo thần lực của Phật mà thấy được như vậy. Trong kinh có nói, nương theo thần lực của Phật thì có thể thấy rõ được khắp các thế giới Phật trong mười phương. Ngoài ra bát nhã ba la mật là nhất như, tâm Phật và tâm Bồ Tát cũng ở thể nhất như, nên Bồ Tát biết rõ được tâm của chư Phật trong khắp cả mười phương. Kinh, muốn dùng thiên nhãn nghe chư Phật ở hàng xa thế giới khắp mười phương, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề mà chẳng hề quên lãng, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, nghe một vị Phật thuyết pháp mà còn chưa nhớ hết được, làm sao có thể nghe vô lượng chư Phật thuyết pháp mà nhớ mãi được? Đáp, do tu tập bát nhã ba la mật mà Bồ Tát được văn trì Đà La Ni, nhờ lực Đà La Ni mà Bồ Tát ghi nhớ được các loại thuyết pháp chẳng hề quên lãng. Ví như biển lớn mênh mông có sức dung chứa được tất cả các nguồn nước từ khắp nơi chảy đến. Các nguồn nước ấy khi đã hòa vào biển rồi đều có cùng một vị mặn của nước biển. Bát nhã ba la mật mênh mông dung chứa được vô lượng Phật pháp. Vì sao? Vì chư Phật ở khắp mười phương thế giới thuyết pháp cùng một vị bát nhã ba la mật. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật mà rõ được nghĩa thuyết của chư Phật ở khắp mười phương thế giới. Kinh, muốn thấy chư Phật ở cả ba đời trong khắp mười phương thế giới phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, trước nói đến thế giới Phật khắp mười phương, sau nay lại nói đến chư Phật trong các thế giới ở khắp mười phương. Đáp, trước đây nói Bồ Tát thấy các thế giới Phật khắp trong mười phương nhưng chưa thấy được các đức Phật, nay nói phải vào thâm thiền định mới thấy được các đức Phật ở các thế giới khắp mười phương. Hỏi, nói thấy các đức Phật khắp mười phương còn hiểu được, nhưng làm sao có thể thấy được các đức Phật ở cả ba đời? Đáp, Bồ Tát vào tam thế tam muội nên thấy rõ suốt cả ba đời như thấy cảnh trong mộng. Lại nữa, khi vào vô diệt tam muội thì Bồ Tát thấy các đức Phật chẳng có diệt độ. Hỏi, nếu chẳng dùng mắt thì vào hai tam muội ấy làm sao mà thấy được? Đáp, đây là dùng huệ nhãn mà thấy, chẳng phải dùng nhục nhãn vậy. Ví dụ Phật có nhãn trí minh giác nên đã chuyển bốn đế pháp luân. Bồ Tát thấy được các đức Phật khắp mười phương thế giới và cũng thấy được các đức Phật ở cả ba đời. Vì sao? Vì ba đời chẳng khác nhau, đều là như như pháp tánh vậy. Kinh, muốn nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh, đọc tụng và thọ trì trọn vẹn cả 12 bộ kinh, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, pháp từ kiếp khẩu của Phật thuyết được kết tập trong 12 bộ kinh, tức là 12 cách thế thuyết pháp của Phật. Trước khi thuyết, Phật mỉm cười và từ kim khẩu của Phật hiện ra các hào quang chiếu sáng. Các hàng trời người nếu có thiện duyên gặp được quang minh của Phật đều được hết khổ. Có kinh dài, có kinh ngắn, chẳng có phân định số câu nhiều hay ít. Có kinh do Ngài A Nan của các đệ tử đương thời của Phật thưa thỉnh.
Có kinh Phật tự thuyết chẳng cho người khác thưa thỉnh, có kinh nêu lại tiền thân của Phật, vân vân. 12 bộ kinh nêu trên đây gồm có Tù Đà La, dịch là Khế Kinh, Pháp Bổn, tức là Kinh Trường Hàng, Kỳ Dạ, dịch là Trùng Tụng, Ứng Tụng, Hòa Ca La Na, dịch là Thọ Ký, Già Đà, dịch là Phúng Tụng, Khởi Tụng, Yêu Đà Na, dịch là Tự Thuyết, Ni Đà Na, dịch là Nhân Duyên, A Ba Đà Na, dịch là Thí Dụ, Y Đế Mục Đa Già, dịch là Bổn Sự, Xà Đà Già, dịch là Bổn Sanh, Tỷ Phật Lược, dịch là Phương Quảng, A Phù Đà Đạt Ma, dịch là Vị Tạng Hữu, Yêu Ba Đề Xá, dịch là Luận Nghị. Tù Đà La, tức là Khế Kinh, gồm có 4 bộ A Hàm, đó là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Kỳ Dạ còn được gọi là Tù Đà La Kệ, tức là Kinh Trùng Tụng hay Ứng Tụng. Đây là một thẻ thuyết pháp của Phật, viết theo lối văn vần dưới hình thức bài kệ. Sau khi giảng kinh theo lối văn xuôi, Phật thấy có nhiều người không thể nhớ nổi, nên Phật bèn lặp lại theo lối văn vần dưới hình thức kệ để người nghe dễ hiểu hơn. Và Ca La Na, tức là Kinh Thọ Ký. Trong khi thuyết pháp có rất nhiều lần Phật thọ ký cho một số vị trong ba thừa đạo ở đài vị lai sẽ thành Phật. Già Đà, tức là Kinh Phúng Tụng hay Khởi Tụng. Già Đà là một bài kệ gồm 4 câu tứ cú kệ mà Phật thường đọc khi thuyết pháp để biểu dương thâm nghĩa của bài pháp, như bài kệ sau đây: chớ làm việc ác nên làm việc lành, tự tịnh ý mình, đó lời Phật dạy. Yêu Đà Na, tức là Kinh Tự Thuyết, Phật tự thuyết mà chẳng có người thưa thỉnh, ví như khi Phật vào thành Xá Bà Đà, thành Xá Vệ, tại nhà bà lão Tỳ Xá Khư vào một buổi tối, trong lúc đi kinh hành cùng với chúng tỳ kheo, Phật dạy: này các tỳ kheo, phàm phu do chẳng được đạo vô lậu, nên khi nghe nói đến vô ngã và vô ngã sở liền sanh tâm sợ hãi. Còn đệ tử của Phật khi nghe như vậy rất vui mừng. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử của Phật sưu tập các bài thuyết của Phật về vô thường, về Bà La Môn, vân vân, lập thành các phẩm kinh vô thường, phẩm kinh Bà La Môn, vân vân, cũng thuộc về bộ Yêu Đà Na. Ni Đà Na, tức kinh nhân duyên, ví như Phật nói về các nhân duyên Phật thuyết Tu Đa La, vân vân. Lại nữa, do nhân duyên có một số tăng ni phạm luật, nên Phật chế ra các giới cấm làm thành bộ Tỷ Nại Gia Tạng, cũng gọi là bộ Tỷ Ni Tạng, tức là luật tạng, thuộc về bộ Ni Đà Na. A Bà Đà Na, tức là kinh thí dụ, ví như các kinh giải nghĩa, giải thích rõ các thí dụ về các trường hợp phạm giới dẫn đến việc thành lập 250 giới cấm. Có nhiều kinh thuộc cả hai bộ Ni Đà Na và A Bà Đà Na, ví như kinh Nhất Thiết Phật Ngữ, kinh Duyên Khởi Sự. Lại ví như kinh kể về chuyện Phật thưa với vua cha rằng trong số các người xuất gia ở thành Xá Bà Đề có người phá giới, nên Phật đã bảo các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên giáo hóa họ, khuyên họ tinh tấn tu hành dẫn đến được đạo quả. Lại như mẩu chuyện trích trong kinh Đại Thừa Ma Ha Diễn, kể về thời gian Phật cùng với đại chúng trở về nước, ở tại khu rừng cách thành Ca Tỷ La Vệ 50 dặm như sau: các tỳ kheo chuyên tâm tu hành không có ngủ nghỉ nên thấy đêm quá dài, rồi sáng hôm sau đi vào thành khất thực cũng lại thấy đường quá dài. Lúc bấy giờ có một con sư tử đứng ngay giữa đường nghênh đón Phật. Phật nhân đó thuyết bài kệ: không ngủ thấy đêm dài, mệt mỏi thấy đường xa, mải mê trong sanh tử chẳng biết được chánh pháp. Rồi Phật dạy các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, người chưa xuất gia tâm buông lung ngủ nghỉ nên chẳng thấy đêm dài. Nay các ngươi tinh tấn suốt đêm từ đầu đến cuối, chuyên tình cầu đạo nên thấy đêm dài. Lại nữa, tại rừng ở thành Ca Tỷ La Vệ này, trước kia các ngươi đến vui chơi thỏa thích nên chẳng thấy đường dài. Nay các ngươi đắp y chỉ bát đi khất thực mà cất bước mệt mỏi nên thấy đường dài. Còn sư tử thấy Phật liền đến chỗ Phật để được nghe thuyết pháp. Có một số Bà La Môn cũng tìm đến nghe, tất cả đều im lặng nghe Phật thuyết pháp, nên chẳng có ai tiếp chuyện các Bà La Môn. Lúc bấy giờ có một Bà La Môn sanh ác tâm quát rằng: các người đầu trọc kia cùng với súc sanh này chẳng có gì khác nhau cả, các ngươi chẳng biết tiếp chuyện hay sao? Phật không trả lời trực tiếp mà dạy rằng: này các tỳ kheo, trước đây vào thời Phật Tỳ Bà Thi, con sư tử này cũng là một vị Bà La Môn, do phạm tội mắng nhiếc các tỳ kheo mà trong suốt 91 kiếp thường phải đọa làm súc sanh. Nay sư tử đã ăn năn hối cải, biết mình trước kia do ngu si mà phạm tội bất kính chúng tăng, khiến phải bị chìm đắm trong đêm dài vô minh,
nên nay đã tự tìm đến Phật nghe Pháp, nhờ vậy mà được tín tâm thanh tịnh sẽ được giải thoát. Y đế mục đa già, tức là kinh bổn sự, nói lên những việc làm, những kiến văn của Phật trong các đời trước do chính Phật thuật lại. Xà đà già, tức là kinh bổn xanh, ghi chép lại những mẩu chuyện về tiền thân của Phật do chính Phật thuật lại như các mẩu chuyện sau đây. Và một đời trong quá khứ, Bồ Tát làm thân sư tử ở trong rừng và kết bạn tâm giao với một con khỉ. Con khỉ đi vắng, gửi hai con nhỏ sư tử trông nom. Thừa lúc sư tử ngủ mê, có một con chim thiếu đang đói bụng, từ trên cao xả xuống cắp một con khỉ con mang lên cây. Sư tử tỉnh giấc thấy chim thiếu bắt khỉ con, liền cất tiếng nói với chim thiếu rằng: "Khỉ mẹ đi vắng, gửi hai con cho ta trông nom hộ. Vì ta bất cẩn nên ngươi mới bắt khỉ con. Ngươi hãy mang trả lại cho ta đi. Ta chẳng có thể phụ lòng khỉ mẹ được. Ta là chúa Sơn Lâm, ngươi là chủ tể trong loài chim quý. Ngươi hãy tin ta sẽ tìm mồi khác để lại cho ngươi." Chim thiếu nói: "Ta đang đói bụng, chẳng thể chờ đợi lâu được." Sư tử biết chẳng thể dùng lời thuyết phục được chim thiếu, bèn tự lấy móng chân nhọn móc thịt mình đưa cho chim thiếu để đổi mạng khỉ con. Có thời Bồ Tát làm thân con cá đỏ, gặp trong lúc dân chúng bị một thứ bệnh mà chỉ có thịt cá đỏ mới chữa được. Bồ Tát bèn tự lấy thịt mình bố thí cho các người bệnh làm thuốc trị bệnh. Có thời Bồ Tát làm thân con gà trống sống trong rừng, thấy có một người bị dìm sâu dưới nước để làm vật tế thần. Gà động lòng thương, bèn bay đến tận núi Hương Sơn để tìm một thứ cỏ thuốc, đem về, buộc vào thây người ấy. Nhờ vậy mà người ấy được sống lại và được giải thoát. Tỷ Phật Lược, tức là Kinh Phương Quảng, đây là các kinh Đại Thừa Maha Diễn. Các kinh này chứa đựng nghĩa lý thâm sâu, rộng lớn, bao quát, như hư không. Ví như các kinh Hoa Thủ, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Vân, Kinh Đại Vân, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật cùng nhiều kinh đại thừa khác. A Phù Đà Đạt Ma, tức là kinh Vị Tàng Hữu, nêu những trường hợp Phật hiện thần lực làm những việc chưa từng thấy ở thế gian. Ví như khi vừa mới sanh, Phật phóng đại quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, lại chiếu xuất đến vô lượng cõi Phật trong cả mười phương. Phật mẫu đến hồ thanh tịnh bảo trì tắm cho Phật. Lại có Phạm Thiên Vương cầm lọng tre có đế thích rửa chân Phật bằng hai vòi nước do hai con rồng phun ra. Rồi Phật thị hiện đi 7 bước trên 7 đóa hoa sen và thuyết kệ, sau đó trở lại thân hải nhi bình thường. Lúc bấy giờ từ trên trời mưa hoa rơi xuống, các cây trong vườn phát ra tiếng nhạc huyền diệu, đại địa chấn động. Yêu Bà Đề Xá, tức là kinh Luận Nghị, ghi lại những lời giải đáp của Phật để trả lời trực tiếp cho những người đến thưa hỏi, nhằm giải rộng thêm nghĩa kinh. Ví như Phật dạy: "Biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo là Bồ Thánh Đế." Phần Luận Nghị có giải rộng thêm, như nói về khổ đế thì có phân biệt giải rộng về 8 thứ khổ, vân vân. Lại ví như trong kinh Đại Thừa Maha Diễn, khi dạy về 6 ba la mật, Phật nói: "Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật đều phân biệt có đầy đủ cụ túc, chưa đầy đủ, chưa cụ túc." Hỏi: "Thế nào gọi là đầy đủ ba la mật?" Đáp: "Khi ba la mật đã cùng với bát nhã ba la mật hòa hợp thì gọi là đầy đủ ba la mật." Hỏi: "Thế nào gọi là chưa đầy đủ ba la mật?" Đáp: "Bồ Tát hành ba la mật khi mới phát tâm, chưa vào được vô sanh pháp nhẫn, chưa cùng bát nhã ba la mật hòa hợp thì gọi là chưa được đầy đủ ba la mật." Hỏi: "Vì sao nói ba la mật cùng với bát nhã ba la mật hòa hợp mới được đầy đủ?" Đáp: "Vì bát nhã ba la mật là đại phương tiện lực, nên người chưa có được trí huệ bát nhã ba la mật thì chưa có được các phương tiện lực." Cũng nên biết khế kinh Tu Đa La do Phật thuyết ra, về sau được Ngài Maha Ca Chiên Diên rộng giải nghĩa trong các bộ luận nghị, cũng được gọi là kinh Luận Nghị Yêu Ba Đề Xá. Lại nữa, vào thời Tượng Pháp, các luận nghị của các vị Pháp sư y theo Phật Pháp mà thuyết giảng cũng gọi là kinh Luận Nghị Yêu Ba Đề Xá. Có khi Phật thuyết Pháp riêng cho hàng Bồ Tát nghe thì hàng Thanh Văn chẳng thể nghe được. Có khi Phật dùng thần lực biến vô số thân ở các mười phương để thuyết pháp. Có khi Phật lên các cõi trời để thuyết pháp mà các đệ tử của Phật chẳng thể nghe được. Hỏi: "Các bậc thánh đã có đầy đủ 6 thần thông, có thể dùng thiên nhãn để thấy Phật ở cõi xa, dùng thiên nhĩ để nghe Phật ở các cõi ấy thuyết pháp, cũng như dùng túc mạng thông để thấy biết các sự việc xảy ra trong quá khứ. Vì sao này lại nói khi Phật thuyết pháp ở các cõi trời, các đệ tử của Phật chẳng có thể nghe được?"
Đáp: Hàng thanh văn do lực thần thông chưa được đầy đủ, chưa tỏa khắp rộng rãi, nên phạm vi nghe và thấy còn có hạn lượng, do vậy mà chẳng có nghe được. Ví như khi Phật phạt vì các vị đại Bồ Tát thuyết kinh Bất Khả Tư Nghị giải thoát, thì các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không nghe được. Vì sao? Vì hàng thanh văn chưa trồng giống đại thừa nên chưa nghe được pháp đại thừa. Lại ví như người tọa thiền vào định nhất thiết nhập, biến nước thành lửa, biến lửa thành nước, vân vân, mà người bên ngoài chẳng có thể thấy được vậy. Kinh Bất Khả Tư Nghị giải thoát nói rộng về các dục, chỉ các đại Bồ Tát mới phụng hành và thọ trì được. Hàng đại Bồ Tát đã đầy đủ trí huệ bát nhã ba la mật mới nghe được kinh này. Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ Tát muốn nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh, đọc tụng và thọ trì trọn vẹn 12 bộ kinh, phải tu tập bát nhã ba la mật. Hết quyển 33. Luận Đại Trí Độ, quyển 34. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, tín trì, tin và giữ. Kinh: Này Xá Lợi Phất, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai trong hàng gia thế giới khắp mười phương đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết chánh pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn nghe, muốn tín trì rồi nói lại cho người khác nghe, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: Hỏi: Trước đã nói muốn nghe chư Phật mười phương thuyết pháp và nhớ nghĩ không quên thì phải tu tập bát nhã ba la mật, vì sao này lại nói muốn tín trì pháp Phật trong ba đời thì cũng phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: Trước đã nói người nghe chư Phật trong mười phương thuyết pháp mà muốn nhớ nghĩ không quên thì phải tu tập bát nhã ba la mật, nhưng chưa nói rõ đó là pháp gì. Nay nói 12 bộ kinh là pháp của chư Phật trong cả ba đời, là chỗ mà hàng thanh văn chưa hề biết đến. Vì sao? Vì hàng thanh văn chỉ biết 12 bộ kinh do Đức Phật hiện tại thuyết ra, mà chẳng biết rằng đó là pháp của hàng xa Đức Phật trong cả ba đời thuyết giảng. Lại nữa, trước nói thọ trì mà chẳng quên lãng, nay nói thọ trì để được lợi ích cho mình và nói cho người nghe làm lợi ích cho họ. Bởi nhân duyên vậy nên nói muốn nghe chư Phật trong ba đời và các mười phương thuyết pháp tín trì rồi nói lại cho người khác nghe thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Hỏi: Nghe chư Phật trong mười phương thuyết pháp rồi thọ trì nhớ nghĩ thì còn có thể chấp nhận được, còn như các đức Phật quá khứ đã diệt độ rồi, các đức Phật vị lai chưa xuất thế thì làm sao có thể nghe được các đức Phật này thuyết pháp? Đáp: Chư đại Bồ Tát có đầy đủ các tam muội quán thấy được chư Phật trong cả ba đời, và trong các tam muội này Bồ Tát có thể thấy, có thể nghe được chư Phật ở cả ba đời. Các vị tiên nhân ngoại đạo dùng trí huệ lực còn thấy biết được các việc xảy ra, đã xảy ra trong quá khứ và các việc sẽ xảy ra trong tương lai, lại còn có thể hay biết được những ý nghĩ thầm kín của người khác, huống nữa là chư vị đại Bồ Tát có trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Vì sao? Vì do đã nghe rõ tiếng tâm của chúng sanh, nên Bồ Tát có thể thông đạt được hiện tại cũng như quá khứ và vị lai một cách vô ngại. Lại nữa, Bồ Tát dùng các lực Đà La Ni quán các sự việc ở đời nay mà tư duy chủ lượng để biết rõ các sự việc đã xảy ra trong đời quá khứ cũng như sẽ xảy ra trong đời vị lai. Bởi nhân duyên vậy nên nói muốn nghe chư Phật trong ba đời và khắp mười phương thuyết pháp thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh: Ở hàng xa thế giới trong khắp mười phương đều có những nơi tối tăm, chẳng hề có ánh sáng của mặt trăng và mặt trời chiếu đến. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn phóng quang minh chiếu rọi đến tại các nơi ấy, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất thì hiện vào thai mẹ xuống cõi trần. Lúc bấy giờ thân Bồ Tát phóng quang minh chiếu sáng đến mười phương thế giới, đến tận những chỗ tối tăm chưa hề có ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu đến. Lại nữa, khi thành đạo, khi sắp chuyển pháp luân, khi sắp thuyết kinh bát nhã ba la mật, cũng như khi sắp nhập niết bàn, Phật đều có hiện đại thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp cả mười phương thế giới. Hỏi: Những sự việc nêu trên đây đều do Phật lực mà có, vì sao nói Bồ Tát cũng làm được như vậy? Đáp: Bồ Tát muốn được như Phật phải tu tập bát nhã ba la mật. Ví như các đại Bồ Tát phổ hiền, quán thế âm, thế trí, vân vân đều có vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Lại nữa, ở cảnh giới Phật A-di-đà, thần của các Bồ Tát đều có quang minh chiếu đi rất xa. Hỏi: Bồ Tát tu các hạnh nghiệp gì mà thân có được quang minh như vậy? Đáp: Do giữ thân nghiệp thanh tịnh trải qua vô lượng kiếp mà Bồ Tát được thân quang minh như vậy. Trong kinh có ghi chép một chuyện sau đây: có một con quỷ mang đầu và miệng heo mà thân lại có quang minh sắc vàng.
Đây là do đời trước con quỷ này là một vị tỳ kheo giữ được thân giới thanh tịnh, nhưng lại phạm lỗi ác khẩu, thường hay mắng nhiếc các vị tỳ kheo khác. Bởi vậy nên được thân có quang minh sắc vàng, mà đầu và miệng tựa như heo, đặc biệt là ở nơi miệng luôn có mùi hôi thối tỏa ra. Trong kinh có nói người tu hành tinh tấn giữ tâm thanh tịnh sẽ được quang minh hoặc nhiều hoặc ít hiện ra. Chư thiên ở các cõi trời lục dục, cõi trời quang âm cũng có được thân quang minh. Người tu hành bố thí, người tu hành trì giới, người có tâm từ thương xót chúng sanh cũng có được thân quang minh. Người cúng dường đèn đuốc cho chúng sanh, người cúng dường tượng Phật, tượng Bồ Tát cũng có được thân quang minh. Người niệm Phật tam muội, người tu từ tâm tam muội, niệm hết thảy chúng sanh. Người nhập vào hỏa quang tam muội có được trí huệ quang minh chiếu khắp. Người có công đức giáo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh ra khỏi chốn tà kiến tối tăm cũng có được trí huệ quang minh chiếu khắp. Như vậy là do giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn hành các thiện pháp mà thành tựu được quang minh. Kinh, ở hàng xa thế giới trong khắp mười phương đều có những nơi chưa từng có Phật Pháp và Tăng. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn khiến chúng sanh ở những nơi ấy đều được nghe chánh pháp, được nghe danh hiệu Tam Bảo, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Bồ Tát thì hiện sanh ở những nơi mà chúng sanh chưa được nghe chánh pháp, chưa được nghe đến danh hiệu Phật Pháp Tăng nhằm giáo hóa họ nên được vô lượng công đức. Bởi nhân duyên vậy nên mau được các thiền định, mau được các thần thông, có đầy đủ các lực phương tiện để giáo hóa chúng sanh trong các mười phương, khiến họ sanh được tín tâm thanh tịnh nơi ba ngôi tam bảo, tin các nghiệp báo nhân duyên, tin thế gian là triển phượng trói buộc, tin niết bàn là giải thoát, tu tám niệm tán thán mười phương tam bảo. Kinh, ở hàng xa thế giới trong các mười phương đều có những chúng sanh mù lả, điếc lác, cuồng điên, đói khát. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn do sức tu hành của mình làm cho những kẻ mù lả được sáng mắt, làm cho những kẻ điếc lác được nghe, làm cho những kẻ cuồng điên được tỉnh, làm cho những kẻ đói khát được ăn uống đầy đủ, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô ngại giải thoát, được pháp tánh sanh thân, ví như người được bảo châu tam muội, nguyện gì cũng đều được như ý. Những chúng sanh nào có được phước duyên, thấy được thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì nguyện cầu gì cũng được như ý. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã trị được 96 thứ bệnh về mắt của chúng sanh. Nếu chúng sanh nào lành được các bệnh ấy thì được trí huệ quang minh, phá được các bệnh tà kiến. Bồ Tát lại khởi tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh, nguyện làm thỏa mãn các điều mong cầu chính đáng của chúng sanh. Bởi vậy nên những chúng sanh nào được phước duyên thấy Bồ Tát thì cầu gì cũng đều được như nguyện. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn do năng lực tu hành của mình khiến chúng sanh ở trong ba đường ác của hàng xa thế giới trong khắp mười phương được thân người phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, hỏi, do nghiệp nhân duyên mà được thân người, vì sao lại nói do năng lực tu hành của Bồ Tát mà các chúng sinh ở trong ba đường ác được thân người? Đáp, Bồ Tát dùng thần lực biến hóa thị hiện vào tận trong ba đường ác, thuyết pháp hóa độ chúng sanh ở các nơi đó. Như vậy, nhờ ân lực, nhân duyên của Bồ Tát mà chúng sanh ở trong ba đường ác chuyển tâm tu hành được phước báo làm người. Trong kinh nói có hai nhân duyên phát khởi chánh kiến, đó là ngoại nhân duyên như là được nghe pháp, nội nhân duyên như là có chánh niệm. Ví như cây cỏ do hạt giống làm nội trùng tử, nội nhân duyên, thế nhưng nếu chẳng có đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời, vân vân làm ngoại nhân duyên, thì hạt giống chẳng có thể nảy mầm để trở thành cây, thành cỏ được. Chúng sanh cũng như vậy, dù có sẵn chánh niệm nhưng nếu chẳng được các Bồ Tát dạy dỗ thì cũng rất khó phát khởi đạo tâm. Hỏi, Bồ Tát làm thế nào để khiến chúng sanh ở trong ba đường ác được giải thoát? Đáp, Bồ Tát thường niệm chúng sanh thọ khổ trong ba đường ác nên thường phóng đại quang minh hóa thân vào tận các nơi này để thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Nhờ năng lực tu hành của Bồ Tát mà lửa ở địa ngục Hỏa Khanh bị dập tắt, và ở nơi đây chúng sanh được tâm thanh tịnh, được sanh làm trời, làm người. Lại cũng nhờ được tu hành của Bồ Tát mà các ngạ quỷ đói khát được ăn uống đầy đủ, các súc sanh được tùy ý ăn uống, xa lìa các nỗi sợ hãi. Như vậy là nhờ Bồ Tát giáo hóa dạy dỗ, khai mở thiện tâm mà các chúng sanh ở trong ba đường ác được giải thoát. Hỏi, trong các kinh đều nói gieo nhân duyên, gieo nhân phước đức được sanh lên cõi trời. Nay vì sao Bồ Tát muốn khiến chúng sanh ở trong ba đường ác được thân người mà không muốn họ thọ các phước lạc ở cõi trời? Đáp, ở các cõi trời có quá nhiều lạc thú, nên rất khó tu giải thoát, sanh làm thân người, tuy khổ nhiều vui ít, nhưng dễ tu hơn. Bởi nhân duyên vậy,
Nên Bồ Tát không muốn chúng sanh hưởng phước lạc cõi trời mà muốn họ sanh vào loài người. Kinh, muốn do năng lực tu hành của mình khiến cho chúng sanh thành tựu được giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến, được các quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, dẫn đến được vô thượng bồ đề, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, trước đây đã nói về các đạo quả rồi, vì sao nay còn nói nữa? Đáp, trước đây nói về pháp thanh văn nên chỉ nói đến bốn quả thanh văn là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán dẫn đến niết bàn. Này rộng nói cả ba thừa gồm thanh văn thừa, bích chi phật thừa và bồ tát thừa cũng đều dẫn đến vô thượng bồ đề. Kinh, bồ tát ma ha tát muốn có được các oai nghi như phật phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, thế nào gọi là được các oai nghi như phật? Đáp, phật có bốn oai nghi, đó là khi đứng thân tựa như thân voi chúa, khi đi chân cách mặt đất bốn phân, dù chân không đạp đất mà dấu chân vẫn hiện rõ trên mặt đất, bước đi khoan thai không mau cũng không chậm, khi đi thân chẳng có dao động, mỗi lần giở chân hay giở tay đều đem lại sự an ổn cho chúng sanh. Hai, khi ngồi kiết già thân thẳng tắp, khi nằm thân nghiêng về bên phải với hai đầu gối chồng lên nhau, khi trải tọa cụ tấm trải để ngồi và ngoại cụ tấm trải để nằm đều thận trọng trải ngay ngắn chẳng có chênh lệch. Ba, khi ăn không đắm vị ngon, chẳng có phân biệt các thức ăn ngon dở, vì xem ngon và dở đều bình đẳng, suốt thời gian thọ trai giữ im lặng không nói năng. Bốn, khi nói ra lời thì tiếng nói trong sáng như và khúc chiết, nói đúng thời đúng lúc. Kinh, muốn nhìn ngó tợ như voi chúa phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, trong khi nhìn ngó hoặc khi xoay chuyển thân hình, Phật lúc nào cũng oai nghiêm như voi chúa, hiện bày tướng của bậc đại nhân, thân tâm đều chuyên nhất. Phật chỉ chuyển thân khi có đại sự nhân duyên, thân Phật thường không dao động. Vì sao? Vì từ vô thủy kiếp Phật đã thường nhất tâm, lại nữa từ vô thủy kiếp Phật đã dứt trừ tâm kiêu mạn, bởi vậy nên đối với hết thảy chúng sinh Phật đều bình đẳng hóa độ. Như trong kinh nói, tại thành xá bà đề, thành xá vệ, Phật gặp một người gánh phân mà vẫn dùng tay xoa đầu người ấy, đem lời dạy dỗ khiến người ấy sanh tín tâm, xin xuất gia theo Phật và về sau tu hành được đạo. Bởi nhân duyên vậy nên nói, Bồ Tát muốn nhìn ngó tợ như voi chúa phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh, Bồ Tát Ma Ha Tát nguyện rằng, khi ta đi, chân ta cách mặt đất bốn ngón tay chẳng đạp lên đất, ta sẽ được vô lượng chư thiên cõi dục và cõi sắc, từ cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời cứu cánh thiên, cung kính đi quanh ta để cùng ta đến dưới gốc bồ đề. Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng, khi ta ngồi dưới gốc bồ đề, chư thiên sẽ trải tòa cho ta, muốn được như vậy phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, Phật thường phóng đại quang minh, như vậy vì sao vẫn còn có chúng sanh không cung kính Phật? Đáp, những chúng sanh ấy do bị vô minh che tâm nên phạm rất nhiều tội lỗi, lại cho là Phật làm những điều tà hoặc huyễn hóa, mà chẳng biết Phật là bậc sa môn có đại oai đức, bậc tối tôn tối trọng. Ví như người mắc bệnh nan y thì dù có dùng đủ loại thuốc tốt, đủ mọi thức ăn uống bổ dưỡng vẫn chẳng có lợi ích gì. Trái lại, hàng chư thiên có thiên nhãn thấy Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề có đại lực phá giải các kiết sử ma và các tự tại thiên ma, nên thường ủng hộ, thường cung kính cúng dường Phật. Ví như khi Phật quyết tâm xuất gia tìm đạo thì chư thiên đã dùng thần thông lực khiến cho các thể nữ trong cung ngủ say. Lại nữa, khi Phật lên yên ngựa thì chư thiên nâng bốn chân ngựa đưa Phật vượt ra khỏi thành. Lại cũng chính chư thiên đến bên hầu hạ Phật khi Phật tọa thiền dưới gốc bồ đề. Hỏi, vì sao loài người chẳng biết đến hầu hạ Phật mà chư thiên lại biết? Đáp, Phật tọa thiền trong rừng sâu xa vắng nên rất ít người lui tới được. Hơn nữa, người chẳng có được thiên nhãn nên chẳng thấy được Phật, chẳng biết được tâm Phật. Hàng chư thiên có thiền nhãn, có thánh trí nên biết rõ Phật sách thành đạo. Dù lúc bấy giờ còn là một vị Bồ Tát tu nơi chốn vắng lặng mà chư thiên lại thường lui tới các chốn ấy nên có rất nhiều sự thuận lợi cho việc hầu hạ Phật. Trong kinh có nêu trường hợp của năm vị đạo sĩ nhóm ngài Kiều Trần Như, do thấy Phật giải bỏ lối tu khổ hạnh mà sanh tâm không tin kính Phật. Sau khi Phật thành đạo, chư thiên hoan hỷ cung kính cúng dường, thỉnh Phật chuyển pháp luân, mà năm vị này thấy Phật từ xa đi đến vẫn chưa biết đó là bậc toàn giác nên giả vờ làm lơ, chẳng muốn tiếp Phật. Mãi đến khi thấy rõ thân tướng oai nghiêm của Phật, nghe Phật thuyết pháp mới chuyển tâm xin theo Phật làm đệ tử. Hỏi, trong các kinh đều nói Phật trải cỏ để ngồi dưới gốc cây bồ đề mãi cho đến khi thành đạo, này vì sao lại nói chư thiên trải bảo tòa cho Phật ngồi? Đáp, trong kinh thành phần
nói trải cỏ mà trong kinh Đại Thừa Maha Diễn thì nói chư thiên dâng thiên y làm bảo tòa. Vì sao? Đây là do huệ đức nhiều hay ít mà chỗ thấy có sai khác nhau. Phàm phu dùng nhục nhãn thấy sắc thân của Phật nên thấy Phật trải cỏ để ngồi tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Còn các bậc thánh thấy được pháp thân của Phật nên thấy chư thiên lấy thiên y trải làm bảo tòa để Phật ngồi. Hỏi, vì sao nói chư thiên trải thiên y làm bảo tòa mà không nói Bồ Tát trong khắp mười phương trải pháp tòa hầu Phật? Đáp, khi chưa thành Phật thì Phật cũng chỉ là Bồ Tát cùng với chư Bồ Tát bình đẳng, khi thành đạo rồi mới gọi là Phật. Lại nữa, nếu nói có Bồ Tát trải pháp tòa hầu Phật thì hàng chư thiên cũng chẳng thấy được. Vì sao? Vì hàng chư thiên chẳng có thể biết được phước đức vô lậu của Bồ Tát. Cũng như khi Phật hàng phục các thiên ma, được đạo trang nghiêm thì chỉ có chư Bồ Tát mới thấy được mà thôi. Hỏi, trong kinh có nói đến diệu tòa của Phật, vì sao cũng chẳng nói đến? Đáp, có hai cách thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Đó là vì hàng thanh văn và hàng chư thiên mà nói, vì hàng Bồ Tát thập chú mà nói. Trong trường hợp thứ hai mới nói đến Bồ Tát trải pháp tòa hầu Phật ngồi, hàng chư thiên chẳng thể thấy biết được việc làm của chư đại Bồ Tát, nên không nói ra nơi đây. Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng, khi ta được vô thượng Bồ Đề, các chỗ ta đi, đứng, nằm, ngồi đều trở thành kim cang. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, hỏi, vì sao các chỗ đi, đứng, nằm, ngồi của Đức Phật đều trở thành đất kim cang? Đáp, khi Bồ Tát đến dưới gốc Bồ Đề trải pháp tòa vào được đạo vô thượng là đã vào được nơi thật tướng Pháp. Đã vào được thật tướng Pháp rồi thì chẳng còn ở nơi đất nghiệp của chúng sanh nữa. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đã được thật trí huệ, nên chỗ ngồi của Bồ Tát liền biến thành đất kim cang, kim cang địa. Vì sao? Vì đất kim cang thông với vườn kim cang, kim cang luân. Vườn kim cang lại thông với thực tế kim cang, kim cang tế. Ở nơi đây hiện ra một đóa hoa sen có đài sen ở nơi đất kim cang, dùng làm pháp tòa cho Phật, nơi là nơi Phật tọa đạo tràng, đạo tràng tọa xứ. Bởi vậy nên khi đã thành đạo rồi thì các chỗ đi, đứng, nằm, ngồi của Phật đều là kim cang cả. Hỏi, đất kim cang từ nơi đất nghiệp của chúng sanh mà hương vị tạo thành, như vậy làm sao đất ấy có thể trở thành tòa kim cang của Phật được? Đáp, kim cang ở nơi quả đất do duyên nghiệp của chúng sanh mà hương vị tạo ra, nhưng loại đất quý này rất cứng, rất kiên cố, khó có thể phá được. Còn đất kim cang địa của Phật được bao bọc bởi vừng nước thủy luân, thường có các long vương giữ gìn làm bảo vật để cúng dường Phật. Do vậy, mặc dù lấy kim cang làm dụ, chẳng thể đem kim cang của thế gian so sánh với đất kim cang của Phật được. Tâm Phật trải qua vô lượng kiếp đã kiên cố, chẳng gì lay chuyển được. Bởi vậy, dù Phật thị hiện sanh ở cõi Ta Bà vô trược, mà đối với Phật cõi này cũng trở thành đất kim cang. Lại nữa, đối với trí huệ Phật thì bốn đại cũng như hư không đều là thanh tịnh bình đẳng. Bởi vậy nên bất cứ nơi nào trên cõi Ta Bà này cũng đều là đất kim cang cả. Kinh này sáng lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nguyện, ngay trong ngày xuất gia liền được đạo vô thượng Bồ Đề. Ngay trong ngày thành đạo vô thượng Bồ Đề liền chuyển pháp luân. Ngay khi chuyển pháp luân liền làm cho vô lượng chúng sanh xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng chúng sanh được vô lậu giải thoát, vào được bất thối chuyển địa, được vô thượng Bồ Đề. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Bồ Tát thị hiện làm thân người vào trong đời ác năm trưởng, chung sống với phàm phu để giáo hóa họ, khiến họ xa lìa được các tà kiến mê lầm. Đây là việc rất khó làm. Ví như Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn là Bồ Tát đã tu khổ hạnh trong 6 năm dài, Bồ Tát thấy lối tu khổ hạnh chẳng có thể đưa đến giải thoát, nên đã nguyện dưới những gốc cây Bồ Đề để tọa thiền và chứng thành đạo quả. Đây là việc rất khó làm. Có Bồ Tát xuất gia trong đời thuần thiện như Bồ Tát Đại Thông Huệ, ngồi kiết già trải qua 10 kiếp cầu Phật đạo mới được thành Phật. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Nhiên Đăng, sau khi thành Phật đã trải qua 12 năm phóng quang minh mà chẳng có ai cầu đạo nên chẳng nói pháp. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Phiến Đà thành Phật rồi mà chẳng có chúng sinh thọ hóa, phải lưu lại hóa thân trong một kiếp nữa để độ sanh rồi mới diệt độ. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, khi thành Phật để có chư thiên thỉnh chuyển pháp luân. Trong lần chuyển pháp luân đầu tiên có 5 đạo sĩ nhóm Ngài Kiều Trần Như được sơ quả và 8 vạn chư tiên được pháp nhãn thanh tịnh. Có Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ độ vô lượng chúng sanh. Lại có Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ độ số chúng sanh có hạn lượng.
Lại có hớp Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ khiến vô lượng chúng sanh chẳng còn thọ các tâm hữu lậu, được giải thoát, được đạo vô thượng Bồ Đà. Hỏi: hết thảy các đức Phật đều có đại thần lực, có vô lượng công đức độ vô lượng chúng sanh, hết thảy các đức Phật đều bình đẳng, như vậy vì sao nói các Bồ Tát phát thệ nguyện khác nhau? Đáp: mỗi đức Phật có thể biến vô số thân để độ chúng sanh, thế nhưng căn cơ của chúng sanh ở các thế giới có khác nhau, nên thệ nguyện của các Bồ Tát trước khi thành Phật cũng khác nhau. Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đã tu 6 năm khổ hạnh mới tự tìm ra con đường giải thoát, mới thành đạo vô thượng. Lại khi chuyển pháp lần đầu, chưa có người được quả vị A-la-hán, chưa có người vào được Bồ Tát đạo. Dù các đức Phật đều có đại thần lực, có vô lượng công đức, đều là bình đẳng như nhau, nhưng khi còn là Bồ Tát, mỗi vị đều có những nguyện lực riêng khác. Kinh: Bồ Tát Ma-ha-tát lại nguyện rằng khi ta thành Phật, trong tăng số của ta sẽ có vô lượng thanh văn tăng, và tất cả các vị tăng này sau khi nghe xong một thời pháp liền được quả A-la-hán. Muốn được như vậy, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: các Bồ Tát khi được đạo vô thượng Bồ Đề đều có hàng thanh văn trong tăng số của mình. Thế nhưng tăng số của mỗi vị Phật mỗi khác, ví như Đức Phật Thích Ca có 1.250 vị tỳ kheo, Đức Phật Di Lặc có 3 hội Long Hoa, ở hội thứ nhất có 99 ức vị tăng, ở hội thứ hai có 96 ức vị tăng, ở hội thứ ba có 93 ức vị tăng. Lại ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi chuyển pháp luân lần đầu, có 5 vị đệ tử đầu tiên nghe pháp chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, về sau các vị này mới chứng được quả A-la-hán. Các đại đệ tử khác của Phật lần đầu tiên nghe pháp cũng chỉ chứng được sơ quả, ví như Ngài Xá Lợi Phất lần đầu tiên nghe pháp liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, rồi 15 ngày sau mới chứng được quả A-la-hán. Lại ví như Ngài Maha Ca Diếp lần đầu tiên nghe pháp liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, rồi 8 ngày sau mới chứng được A-la-hán. Còn như Ngài A-nan lần đầu tiên nghe pháp liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, thế nhưng trải qua 15 năm thân cận hầu hạ bên Phật mà vẫn chẳng chứng được quả A-la-hán. Mãi đến sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, A-nan mới chứng được A-la-hán. Các trường hợp nêu trên đây cho thấy rằng lời nguyện của mỗi vị Bồ Tát tùy tâm của chúng sanh mà có sai khác vậy. Bởi nhân duyên vậy nên có nhiều vị Bồ Tát phát nguyện khi được thành Phật sẽ có vô lượng thanh văn trong tăng số của mình, và một lần thuyết pháp tất cả vị tăng này đều được quả A-la-hán. Kinh: Bồ Tát Ma-ha-tát lại nguyện rằng khi ta thành Phật, trong tăng số của ta sẽ có vô lượng Bồ Tát tăng, và tất cả các vị tăng này sau khi nghe một thời pháp liền được bất thối chuyển, được thọ mạng vô lượng, được quang minh vô lượng. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: thọ mạng của các đức Phật có ngắn có dài, không đồng đều nhau. Ý như Đức Phật Tỳ Bà Thi thọ mạng 4 vạn, 8 vạn 4 ngàn tuổi. Đức Phật Câu Na Hà Mâu Ni thọ mạng 3 vạn tuổi. Đức Phật Ca Diếp thọ mạng 2 vạn tuổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ mạng gần 100 tuổi. Đức Phật Di Lặc thọ mạng 8 vạn 4 ngàn tuổi, vân vân. Thần quang minh của các đức Phật cũng có khác nhau. Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thân quang minh 1 trượng, Đức Phật Di Lặc có thân quang minh 10 dặm. Thọ mạng và quang minh của các đức Phật sai khác nhau, thế nhưng phải hiểu theo hai nghĩa: nghĩa ẩn mật, nghĩa hiển bày. Nghĩa ẩn mật là chân thật nghĩa, còn nghĩa hiển bày là tùy thuận chúng sanh mà được thiết lập ra vậy. Theo nghĩa ẩn mật thì thọ mạng và quang minh của chư Phật đều là vô lượng, thế nhưng do chúng sanh, do trí huệ có hạn lượng nên chỉ hiểu theo nghĩa hiển bày, thấy thọ mạng và quang minh của chư Phật đều có hạn lượng. Ví như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải chỉ có thọ mạng gần 100 năm mà thôi đâu. Do công đức tu hành của Phật trong vô lượng kiếp nên thọ mạng của Phật cũng là vô lượng vô biên. Lại ví như Phật Bạc Già Phạm do đời trước cứu sống dân một làng mà liền được vô lượng A Tăng Kỳ thọ mạng. Lại nữa, thọ mạng của Phạm Thiên Vương còn kéo dài trong nhiều kiếp, khiến vị trời này khởi sanh tà kiến, tự cho mình là thường trụ. Như vậy làm sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có vô lượng kiếp tu hành, đã độ thoát vô lượng chúng sanh mà thọ mạng lại bị hạn chế trong khoảng thời gian 100 năm thôi? Nên biết chư Phật trong vùng lượng kiếp chẳng hề sát sanh, thường trú trong thật tướng Pháp, có đầy đủ trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, có vô lượng công đức độ sanh, nên đều là vô lượng thọ, vô lượng quang. Trong hết thảy thân, thân Phật là bậc nhất. Trong hết thảy tâm, tâm Phật là bậc nhất. Bởi vậy nên trong hết thảy thọ mạng, thọ mạng của chư Phật cũng là bậc nhất, và trong hết thảy quang minh của chư Phật cũng là bậc nhất.
Hỏi, Phật có nhân duyên trường thọ như vậy vì sao Phật lại sanh vào đẻ ác nam trượng và thọ mạng ngắn ngủi như vậy? Đáp, ở cõi diêm phủ đẻ này, thọ mạng của chúng sanh ngắn ngủi. Phật đã thì hiện sanh thân ở cõi này thì cũng tùy thuận thọ mạng như người ở cõi này vậy. Ở các cõi thọ mạng của chúng sanh lâu dài hơn thì thọ mạng của Phật cũng lâu dài như vậy. Hỏi, nếu Bồ Tát ở cõi diêm phủ đẻ xuất gia thành Phật là thật, thì ở các cõi khác chúng sanh thấy Phật thuyết pháp độ sanh có phải là thật không? Đáp, chúng sanh ở cõi diêm phủ đẻ thấy Bồ Tát xuất gia thành Phật là thật, thì ở các cõi khác Phật và Bồ Tát thị hiện thuyết pháp độ sanh cũng là thật. Vì sao? Vì nếu chúng sanh ở các cõi ấy chẳng có thấy Phật là thật, thì sẽ sanh tâm kiêu mạn mà chẳng chịu sự giáo hóa của Phật. Bởi vậy nên các đức Phật ở các cõi khác đều là thật cả. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy, các hóa Phật kia cũng đều là thân ta, cho nên phải biết Phật thọ mạng để độ chúng sanh có ngắn có dài sai khác là tùy theo Phật sự vậy. Ví như khi Phật thấy chỉ cần thọ mạng 100 năm là đủ, thì Phật chỉ thọ mạng trong thời gian 100 năm mà thôi, dẫn đến thọ mạng trong một ngày cũng có thể đủ, miễn sao viên thành được Phật sự vậy. Trong kinh cũng có chép một chuyện về ngài A Nan khởi tâm nghi, nghĩ rằng Phật Nhiên Đăng, Phật Tỷ Bà Thi ra đời vào thời tâm chúng sanh thuần thục, lại thọ mạng lâu dài mới có thể làm đầy đủ các Phật sự. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vào thời ác, lại thọ mạng ngắn ngủi thì làm sao viên thành được Phật sự. Phật thấy chỗ nghi của ngài A Nan để nhập tam muội, tự thân biến hóa ra vô lượng Phật và vô lượng quang minh, để ngài A Nan thấy rõ các nhân duyên làm Phật sự. Sau khi xuất định, Phật hỏi ngài A Nan rằng, này A Nan, ngươi có thấy có nghe gì chăng? Ngài A Nan thưa, bạch Thế Tôn, nương theo oai thần của Phật, con có thấy có nghe tất cả. Phật dạy, nếu Phật có thần lực như vậy thì có thể làm rốt ráo các Phật sự không? Ngài A Nan thưa, bạch Thế Tôn, Phật chỉ dùng thần lực trong một buổi mà các Phật sự đều đã được rốt ráo cả. Xem thêm ở quyển 21 phẩm thứ nhất, mục 8 niệm. Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng khi ta thành Phật trong thế giới của ta, chẳng có ba đường ác, chẳng có danh từ ba độc tham sân si, và hết thảy chúng sanh đều thành tựu chánh trí huệ, đều được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Muốn được như vậy, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận hỏi, nếu Bồ Tát nguyện chẳng có ba đường ác trong thế giới của mình, thì vì sao Phật lại sanh vào đời ác nam trược? Đáp, các cảnh giới đều khác nhau, có cảnh giới thanh tịnh, có cảnh giới uế trược. Ví như có cảnh giới nơi đó chúng sanh đã hoàn toàn ly dục, đã hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có ba độc tham sân si. Trái lại, có những cảnh giới như cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, mà chúng sanh còn có ái nhiễm vô minh, còn có ba độc tham sân si. Bởi vậy, nên Bồ Tát nguyện khi ta thành Phật, chúng sanh ở thế giới của ta sẽ được đầy đủ các thiện căn tận trừ ba độc. Hỏi, ở các cảnh giới chẳng còn có ba độc thì Phật ra đời để làm gì? Đáp, có thế giới tuy chẳng còn có ba độc nữa, nhưng chúng sanh ở nơi đó vẫn còn tâm phân biệt, còn thấy có thiện pháp, có bất thiện pháp, còn thấy có giải thoát, có triển phược. Lại cũng có những thế giới nơi đó chúng sanh xem các pháp đều bình đẳng, chẳng còn khởi các hí luận, thường trú trong tịch diệt tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát nguyện, khi ta thành Phật, chúng sanh ở thế giới của ta chẳng còn ba độc, vì biết rõ thật tướng của ba độc, tức là tướng Niết Bàn, là vô tướng. Hỏi, chúng sanh ở các cõi này đều đã có trí huệ, như vậy còn cầu trí huệ làm gì nữa? Đáp, tuy đã có trí huệ nhưng cũng chỉ là trí huệ hữu lậu, trí huệ thế gian, vì còn chấp có tội, có phước, có ác, có thiện, vân vân. Này nói về trí huệ vô lậu, tức là trí huệ căn bản trí, nên Bồ Tát mới phát nguyện, khi ta thành Phật, chúng sanh trong thế giới của ta chẳng còn bắt đầu tham sân si. Lại nữa, tham dục có sâu dày, có cạn mỏng, sân nhuế ngu si cũng đều như vậy cả. Nếu ba độc quá sâu dày thì đó là tà tham, tà sân, tà si. Nếu chúng sanh nào có ba độc quá sâu dày thì rất khó hóa độ. Trái lại, những chúng sanh có ba độc cạn mỏng rất dễ hóa độ. Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng khi ta thành Phật và sau khi ta nhập Niết Bàn, chánh pháp chẳng có diệt, dẫn đến chẳng có danh từ diệt tận. Muốn được như vậy, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, Phật là vị Pháp Vương mà còn diệt độ, như vậy làm sao có thể nói chánh pháp chẳng có thời tận diệt được? Đáp, Bồ Tát có nguyện lực rất thâm hậu, nguyện Pháp Phật vẫn thường trú, chẳng bao giờ tận diệt, tiếp nối lưu chuyển mãi mãi, chẳng ngừng dứt. Ví như mặt trời lặn rồi lại mọc, tương tục mãi, chẳng có dừng nghỉ vậy.
Lại nữa, Bồ Tát nguyện giải chúng sanh thấy rõ thật tướng pháp là bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, là vô sở hữu, cũng tức là tướng niết bàn vậy. Hỏi: tướng pháp đã là như vậy thì tướng của hết thảy Phật pháp cũng đều là như vậy cả hay sao? Đáp: hết thảy các pháp đều là như vậy cả. Thật tướng của hết thảy pháp là bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường. Nếu vì ước tưởng phân biệt mà chấp có các pháp thì chẳng sao có thể vào được nơi thật tướng các pháp. Vì sao? Vì như vậy là có đối đãi, là có sanh diệt, có đoạn thường. Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật được vô ngại trí, được đầy đủ các công đức, nên bản nguyện của Bồ Tát chẳng bao giờ cùng tận vậy. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng, khi ta thành Phật, chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp cả mười phương, nếu được nghe danh hiệu của ta, liền được vô thượng Bồ Đề. Muốn được như vậy, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được đầy đủ các công đức trên đây, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi: khi Phật còn tại thế, còn thuyết pháp mà vẫn có người như Bồ Đề Đạt Đa bị đọa, như vậy vì sao nói chúng sanh ở cách xa Bồ Tát chỉ nghe danh Bồ Tát mà liền được vô thượng Bồ Đề? Đáp: như trên đây đã nói, Phật có hai thân, đó là pháp tánh thân, hóa thân. Pháp tánh thân là thường còn, người lận căn thượng trí chỉ nghe danh Phật tức thời được đạo. Phật phải muốn hóa độ chúng sanh mà hóa hiện thân người sống ở cõi ta bà này. Tuy sống vào thời có Phật, được thấy Phật, được nghe đến danh Phật, được nghe Phật thuyết pháp, mà có người vì duyên nghiệp quá nặng nề vẫn chẳng được độ, dẫn đến phải đọa vào địa ngục. Trong lúc đó lại có người chỉ được nghe đến danh Phật, chỉ một lần thấy Phật mà liền được độ. Pháp tánh thân của Phật trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp đã chứa nhóm vô biên thiện công đức trí huệ. Phật là đấng Pháp Vương, nên chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền cũng như chư Thiên đều muốn được thấy Phật. Ví như người đời muốn được thấy Ngọc Như Ý Bảo Châu hoặc được thỏa mãn các điều mong cầu. Lại ví như người đang bị bệnh nặng mà thấy được cây thuốc hỷ kiến thì liền được lành bệnh. Cũng như vậy, những chúng sanh nào chưa đủ thiện duyên thì thấy được thân Phật, nghe được danh hiệu Phật là liền thành tựu được các nguyện. Lại nữa, người niệm danh hiệu Phạm Thiên Vương còn được vơi niềm sợ hãi. Người niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm còn thoát khỏi các ách nạn. Bởi vậy nên người niệm pháp tánh thân Phật chắc chắn sẽ được Phật độ. Hỏi: vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất thế mà còn vẫn có người phạm năm tội phản nghịch, vẫn còn có nạn đói khát trộm cướp? Đáp: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn có thể nguyện thì hiện sanh thân vào đời ác năm trường, dùng đạo pháp để độ chúng sanh. Tuy nhiên có nhiều chúng sanh do phước đức mỏng, do tội lỗi quá sâu dày nên chẳng nghe được pháp thanh tịnh, chẳng thấy được pháp niết bàn. Thậm chí có chúng sanh còn sinh tâm phỉ báng Phật, như trường hợp ông Đề Bà Đạt Đa. Dù chúng sanh có tin hay không tin, niết bàn vẫn thường trú, vẫn thanh tịnh. Trong kinh có kể một chuyện sau đây về ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa thấy Phật có tướng thiên bước luân dưới hai lòng bàn chân, nên đã lấy hai tấm thiếc cắt theo hình dạng luân tướng áp sát vào chân, rồi lấy lửa đốt khiến chân ông bị phỏng nặng. Ông đau nhức vô cùng, rên la thảm thiết. A Nan thấy vậy cũng khóc theo, rồi đến bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, anh con bị phỏng nặng sắp chết rồi, nguyện xin Phật cứu vớt cho. Phật lấy tay sờ lên chân ông Đề Bà Đạt Đa và nói rằng: ta xem La Hầu La cùng Đề Bà Đạt Đa bình đẳng, chẳng có phân biệt. Ngay lúc ấy vết phỏng trên chân ông Đề Bà Đạt Đa liền lành dứt. Ông Đề Bà Đạt Đa nắm tay Phật xem, biết rõ là chính tay Phật đã chữa lành vết phỏng cho ông. Thế rồi chẳng một lời cảm ơn Phật, ông lặng lẽ đi lấy thuốc bôi lên chân, xem như chẳng phải Phật đã chữa lành chân ông vậy. Phật bảo ngài A Nan: này A Nan, Đề Bà Đạt Đa như vậy, làm sao ta có thể độ được? Mẩu chuyện nêu trên đây cho thấy những người như ông Đề Bà Đạt Đa chẳng có thể độ được. Trái lại, những người có thiện duyên chỉ nghe đến danh hiệu của Phật đã có thể được độ, như lời Phật dạy: có người chỉ nghe danh hiệu của ta mà được độ. Lời Phật dạy mang ý nghĩa sự nghe danh hiệu Phật duyên khởi cho sự tu học, dẫn đến thành tựu đạo quả vậy. Ví như có vị phạm trí kết tóc vì nghe danh hiệu Phật mà sanh tâm vui mừng, tìm đến chỗ Phật để xin được nghe pháp. Do vậy mà về sau ông chứng được quả vị A-la-hán. Trước đây cũng có nói nhiều trường hợp được độ, như có người nghe danh hiệu Phật mà được độ, có người nghe Phật pháp, nghe Phật thuyết pháp mà được độ, có người ngửi được diệu hương của Phật mà được độ, có người ăn thức ăn dư của Phật mà được độ, có người niệm Phật mà được độ, vân vân.
Hỏi, trong kinh chỉ nói nghe danh hiệu Phật mà được độ, như vậy vì sao lại nói nghe danh hiệu Phật rồi tu hành mà được độ? Đáp, trong kinh nói tu tử tâm là đã tu đầy đủ bảy giác tri, tu tử tâm tam muội là đã có độ chúng sanh rồi. Như vậy, do nghe danh hiệu Phật mà khởi tu tử tâm và tu tử tâm tam muội là đã tự độ và độ tha rồi vậy. Lại nữa, tức thời, nêu trong kinh phải được hiểu theo hai nghĩa. Ngay khi vừa nghe danh hiệu Phật là liền được độ. Ngay khi vừa nghe danh hiệu Phật là liền phát khởi tín tâm thanh tịnh, từ đó lần lần tu tập mà được độ. Chỉ những chúng sanh phước đức sâu dày, phiền não cạn mỏng mới có thể liền nghe là liền nương theo oai lực của Phật mà được độ. Ví như quả đã chín mùi thì chỉ cần rung nhẹ cây cũng đủ để làm cho quả rụng và rơi xuống đất vậy. Hỏi, ở các nơi không có Phật thì làm sao chúng sanh có thể nghe được danh Phật, nghe được pháp Phật? Đáp, Phật thuyết diệu pháp để độ chúng sanh, chư vị Bồ Tát phát đại nguyện đến tận những nơi không có Phật, xương tán danh Phật hoặc dương pháp Phật. Ví như Bồ Tát Đà Bà Luân nghe lời chỉ dẫn của chư thiên phát ra trong hư không mà chẳng ngại gian khổ đi tìm Bồ Tát Đàm Phu Yết để được học Bát Nhã Ba La Mật. Lại có Bồ Tát hiện ra trong mộng để dẫn dắt chúng sanh đến các chỗ có Phật pháp. Phải nên biết, chư Phật có vô lượng oai đức chẳng thể nghĩ bàn, tự nói pháp hoặc truyền pháp qua trung gian của chư vị Bồ Tát để độ thoát hết thảy chúng sanh. Hỏi, Bồ Tát phải tu hết thảy các công đức, phải hòa hợp cả sáu pháp ba la mật mới được vô thượng Bồ Đề. Như vậy vì sao chỉ nói đến Bát Nhã Ba La Mật mà thôi? Đáp, kinh Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm vi diệu, nên ở phẩm nào Phật cũng nói đến Bát Nhã Ba La Mật cả. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra các đức Phật. Lại nữa, tu ban châu tam muội tuy nhiếp được loạn tâm dẫn sanh trí huệ, nhưng chẳng thể quán được thật tướng các pháp. Còn Bát Nhã Ba La Mật khắp quán thật tướng các pháp, chẳng có sự việc gì mà chẳng rõ, chẳng có sự việc gì mà chẳng thành tựu được. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Phải tu tập đầy đủ cả sáu ba la mật, phải hòa hợp công đức của sáu ba la mật mới được đầy đủ các nguyện. Nhưng này Phật dạy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì có Bát Nhã Ba La Mật thì năm độ kia mới thành Ba La Mật được, thì các nguyện mới viên mãn được vậy. Phật dạy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới thành tựu được đầy đủ Phật đạo, khiến hạt giống Phật được nối luôn tương tục chẳng cùng tận. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật khắp quán các pháp đều không, mà chẳng trụ chấp nơi không, nên đều vô ngại dùng đại bi làm lực phương tiện để viên thành các công đức. Do nhân duyên tu tịnh nghiệp nên chẳng có sự việc gì mà Bồ Tát chẳng được như nguyện. Lại nữa, do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát được vô ngại trí nên thành tựu viên mãn hết thảy các nguyện vậy. Như trước đây đã nói, nếu chẳng có Bát Nhã Ba La Mật soi sáng thì nắp độ kia chẳng có thể được gọi là Ba La Mật. Ý như người có đôi mắt sáng mới biết được đường đi, chim có đôi cánh mới có thể bay xa được. Tất cả năm ba la mật kia phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo mới có thể thành tựu được đại công đức. Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ Tát muốn được đầy đủ các công đức phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hết quyển 34.